hồi, mong rằng phước này trợ duyên với ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Thầy giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức vừa quan đăng vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng ngày hôm nay, và Nhật Quỳnh cũng kính mời quý vị chuẩn bị câu hỏi để chết chát hoặc là đưa bàn tay lên. Và nếu chưa có ai thì Nhật Quỳnh xin phép được làm thị giả cho ngài để đọc những câu hỏi. Và một chút có vị nào xung phong thì Nhật Quỳnh xin nhường mít lại ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha sa an ti sa sat tap ba ra chap kha cha ti ca đệ sê tu tham măng an u cam bi măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na danh cha ca văn suat tan cha bản thân a phi tham ma chậm măng a cơ ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bở thành a y dê ba đi xa và mặt trên phạm thiên phận ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi viết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày giờ chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Tha giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Tát Sa Pha Hoa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Thế Tôn hàng giả, kính thưa chư cực sanh nam sanh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú, con nghe âm thanh ngài rõ mà con thấy trong đạo tràng cũng những vị Phật tử nghe âm thanh ngài rõ. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của quý vị cũng như mời những câu chích chát để hỏi ngài ạ. Dạ sa thú, câu hỏi của cánh chim như cánh chim trời. Dạ bạch ngài, hôm nay là ngài A Sách Thá Bú Chá, kính ngài giảng dạy về ý nghĩa của ngày lễ này. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ngài A Sả Lạ Bú Chá tức là ngày rằm tháng không biết lịch của bên Văn Điện là tháng mấy không biết, nhưng ngày rằm
À, cái tháng và cái tháng mà chưa tăng nhập hạ đó thì à, tức là bằng bữa nay á, những cái sứ nào mà trúng giờ ngày rằm, tức ngày A Xả Thập Bu Xa, tức đúng ngày rằm là cái ngày nguyện để nhập hạ. Nguyện để nhập hạ, ngày mai bắt đầu nhập hạ. Còn như ở Mỹ hay là mấy cái sứ mà nó chậm hơn á, nó đi sau một ngày á, thì ngày mai là ngày A Xả Thập Bu Xa, tức ngày nguyện để nhập hạ, là ngày mốt mới là chính thức ngày nhập hạ. Thì cái ngày hôm nay sẽ lúc hạ bồ sa quý vị nọ cái xứ đó thì có hai việc phải làm. Ngày thứ nhất là tới nghĩa là thọ tám giới, cái thứ hai là dân y tắm mưa cho chư tăng. Bởi vì tắm mưa là dân đúng ngày này, bởi vì bắt đầu ngày mai thì có thể dùng được cái đó. Còn quý vị phải dân trước đi, đừng phải chờ tới ngày mai mới dùng được. À, gọi là y tắm mưa. À, kêu rằng bây giờ chưa tăng thì không có dùng y tắm mưa, tại không có ra rừng ra núi mà làm, nhưng mà theo cái truyền thống tức là ngày đó là ngày dân y tắm mưa. À, xả là bù xả, tức là ngày rằm tháng tháng sáu, và tháng sáu thường là Ấn Độ, tức là ngày chưa tăng chuẩn bị để vô hạ. À, xả là bù xả, nam mô bích thầy giác. Sa thú con đã thấy như cánh chim trời. Dạ rồi, có nghĩa là đã hiểu. Con thành kính đảnh lễ tri ân câu trả lời của Ngài và cảm ơn câu hỏi gửi như cánh chim trời. Dạ, bây giờ thì một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Hôm nay không biết trần đạo được thì Nhật Quỳnh kính mời hoặc là xích niệm từ. Niệm từ ơi, niệm từ hôm nay có làm thị giả cho Ngài được không? Thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay của niệm từ hoặc xích đăng đạo cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị vừa đã vào đạo tràng và dạ, kính mời bằng tay cũng như kính mời những câu chích chát ạ. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi, những bằng tay, dạ bạch Ngài cho con xin hỏi một câu. Dạ, lúc gần đây đó bạch Ngài, con thấy có một sự xuất hiện giống như là rượu cũ mà bình mới đó bạch Ngài. Có câu hỏi của con á, là bạch Ngài, ở trong kinh Nikaya có đoạn nào mà Đức Thế Tôn dạy Phật tử là không được đến chùa không? Tại vì con nghe có một số Phật tử nói là bây giờ có cái đạo gì mới lắm. Mới là có nghĩa là dạy thì dạy kinh Nikaya nhưng mà dạy là không có nên đi đến chùa nữa, không có gặp mấy ông thầy mấy ông sư nữa. Mấy ông thầy mấy ông sư giờ chẳng có tu tập gì hết á, mà nên ở nhà tự tu. Miễn mà mình tu làm sao mình học thầy dạy cho mình là mình tứ niệm xứ với mà bát chánh đạo là được rồi, không cần đến chùa. Và vị thầy này đã phong tặng cho những vị Phật tử học với thầy là tiếng nói thầy nhưng mà mặc áo cư sĩ thì là chứng quả tu đà quần tư đà hàm gì tùm lum hết. Dạ bạch Ngài, Ngài giảng giải thêm cái chỗ này cho con được hiểu. Mình có nên đi đến chùa không? Mình có nên cúng dường tam bảo không? Và mình có nên là trong kinh Nikaya có chỗ nào dạy là mình không được đi đến chùa, không tiếp cận sư chư tăng không? Dạ con kính dâng mít đến Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, vào thời Đức Phật thì không có chùa. À, cái chỗ chư tăng tụ tập nó có nhiều cái, thường thường cái tiếng mà gọi đó là Arama, à, tức là cái nơi nương của chư tăng thôi. Thành ra đâu có mình gọi chùa là cái danh từ dịch sau này thôi. À, ví dụ như Bụt Bụt Phả Rama,
tức là cái chỗ mà mình gọi là chùa Đông Phương, Đông Phương tự thật sự là cái đó nó cũng có chùa, và bà đó bà bán cái đồ mặc của bà, xong rồi bà đi ra bà mua đất bà dâng cho ông sư đó. Bởi vì lý do là thời Đức Phật, tại sao chúng tôi gọi là không có chùa vậy, tại vì cái thời vào thời đầu đó chư tăng đâu có ở chỗ đâu à. À, chư tăng về đây mai đó chỉ ở một chỗ, là vào tháng mưa chư tăng mới ở chỗ để không có đi tới lui, sẽ đạp cái đồ người ta trồng hay là mấy cái côn trùng nhỏ chết thì thà mai ngoài đạo nó kiếm chuyện nó nói này nó nọ, nó mới vậy thôi. Chứ quý vị nào bây giờ đi qua những cái động mà nổi tiếng bên điện giờ thấy có chỗ nào có chùa không? Ông sư ông đục đồi núi ông vô đó mà ở không mà không có chùa vậy đó, bởi vì mà ở đây đây mai đó. Nhưng mà bây giờ đó, thời bây giờ thì nó có chùa, thì hỏi có cần đi chùa không? Chắc chắn là có cần, bởi vì mình nói tầm sư học đạo, ông sư bây giờ đa số là ở chùa. Chứ còn ông sư bây giờ mà nói mấy cái nước Phật giáo truyền thống bây giờ giống như Thái Lan Phát Điện đó, những cái khu vực mà có chư tăng ở, do là mình gọi là rừng đi nữa, nhưng mà cũng ở cái nơi mà nghĩa là viên chức của chính phủ họ dòm thấy thấy được, chứ không phải rừng giống như xưa ở ngoài biết nhà vị ấy. Đồng ý có những cái khu rừng nó rất là phức tạp, nghĩa là nhiều ông sư đi vô đó ở rồi bệnh hay cái gì đó rồi đi đoàn tụ luôn. Sau này thì các ông sư sao mà gọi là lỡ đi giống như trù đông tới lui rồi kia thì bất quá là bất lụng được mà cái bát hoặc là đống xương khô hoặc là cái thẻ chứng tu thôi. Thành ra cái trường hợp bây giờ cái luật lệ bây giờ là nó không cho ông sư ở mà không có nơi cư trú đàng hoàng, thành ra muốn vô rừng ở thì phải xin phép để ở trong vòng đó 1 2 tháng gì theo mình muốn, không có giống như hồi xưa. Thành ra bây giờ mà mình đâu phải lúc nào cũng có ông sư đi tới cái khu vực của mình để mình ra đó mình thỉnh pháp đâu, thành ra bây giờ mới mới tới chùa là vậy. Nơi chùa tạm sư học đạo thì mình muốn học thật là phải tới cái nơi mà trước ông sư nó có khả năng, chỉ tu sĩ đó phải có khả năng để nói những cái lời mà Đức Phật đã dạy cho quý vị. Chứ quý vị tới những cái nơi mà không có cái vị chư tăng, quý vị sư hay cái vị tu sĩ mà có khả năng đó thì quý vị tới đó cũng vô ích thôi. Cái thứ hai đó, quý vị tới cái nơi mà có cái vị mà phát biểu về như cô Trúc Quỳnh vừa hỏi đó thì cái đó cũng chẳng nên tới làm gì, bởi tới đó nó vô ích chứ nó có lợi gì cả. Bởi vì nói cái đó là không có trúng kinh điển rồi, thành ra phải tới cái nơi mà có cái vị đó có pháp học có pháp hành đàng hoàng để người ta có thể người ta dạy cho mình. Còn chứ mình nói tới những cái nơi mà họ không có khả năng có ai dạy thì mình tới làm gì, tới để ghi danh để chờ mai mốt có gì ta cầu an cầu siêu cho, không có nên. Rồi chứ không ai được nói, mình nói ra thì đa số các vị đó buồn, chứ thời Đức Phật không có vụ nào cầu an cầu siêu đó, không có kinh nào nói vấn đề cầu an cầu siêu đó, vì nên nhớ chuyện đó. Ngay cái hạ mà ngày về để ngày độ gia đình đó thì ngày về không bao lâu thì vô tịnh phạn băng hà đó, ngài khiêng cái hòm để đi đi thiêu thôi, chứ ngài đâu có kêu chư tăng lại đây cầu siêu cho bố ta rồi trước khi mình thiêu rồi. Không có. Cái thứ hai thế vậy nào mà đi từng đi Ấn Độ bây giờ đó mà coi cái cách mà họ làm lễ với cái người mà đã quá cố biết lễ gì đâu, có tiền thì mua xăng, không có tiền mua mới giải cho tùng xung quanh gì đó, đốt cháy được nhiều cháy, cháy không được được đạp xuống biển cho mày lội cho mày biết thân vậy thôi, chứ làm gì có ấy. Thành ra những cái chuyện mà có những cái chuyện mà xưa không có bài mà nay cũng kiếm chuyện để làm đó. Thành ra có những cái vị mà không chịu học rồi muốn làm tổ để sau này nó thành cái tông phái người ta thờ mình đó, nó bậy nó bạ chỉ vui chứ. Thời thời mà pháp thì nó có những cái triệu chứng như vậy đó. Thành nó quý vị nên tới chỗ nào có tu sĩ nói Phật pháp cho đúng đàng hoàng, ít nhất là phải biết cái kinh điển đó là kinh gì, kinh loại nào, nói cho quý vị nghe thì quý vị nên tới, còn không thì thôi không không nên tới.
mà không có nên tới, đừng có vớ đâu mà học đó, vớ đâu mà hành đó đó, bảo đảm quý vị điên là cái chắc. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch ngài, thì nhân cái câu hỏi của Xích Nhật Quỳnh á, thì chúng con cũng muốn có một cái vấn đề để xin ý kiến của ngài, để ngài giải thích để cho chúng con được hiểu thêm, và cũng như là cho trong đạo tràng để học hiểu thêm. Thì cái việc mà Thích Nhật Quỳnh vừa mới hỏi là do một cái người cư sĩ đó để hướng dẫn Phật tử ở trên cái mạng xã hội, mà trên cái group gì đó thì chúng con không được rõ lắm, tại vì cái đó thì chúng con chưa có vào để xài. Nhưng mà cái người cư sĩ đó thì dạy là trong đó thì cũng có một vài vị sư đi vào trong đó đi học, và cũng có rất là nhiều những người cư sĩ đi vào trong đó học. Thì cái người cư sĩ đó lấy trong kinh điển Nikaya để dạy, nhưng mà người cư sĩ đó dạy rằng là mình chỉ là nghe, mình tu là chỉ nghe được từ những cái lời của cái vị thầy đó để mà nói thôi. Bây giờ thì mình không cần hành thiền gì cả, mình chỉ nghe qua là mình vẫn chứng đắc. Thì chính là cái lời của vị thầy đó mới giảng là như vậy. Đó là cái điều thứ nhất là chúng con hỏi. Rồi có vấn đề mà cái điều thứ hai ấy, là chúng con được nghe rằng là hôm qua là cũng có một người Phật tử lên hỏi rằng là thưa thầy, cái lễ dân y cá thí ná theo bên Nam Tông ấy, thì đa số thì tới cái tháng 9, tới tháng 9 cho đến tháng 10 là lễ dân y cá thí ná, là chùa tổ chức, rồi Phật tử là nghe nói là cái lễ dân y cá thí ná có phước như vậy. Rồi các Phật tử thì tập trung để đi về chùa để làm phước, để hùng phước và làm thí chủ trong cái cuộc lễ dân y cá thí ná. Vậy xin hỏi thầy, cái lễ dân y cá thí ná nó có thật sự vào thời Đức Phật hay không? Thì cái người cư sĩ mà để mà giảng giải thì cái vị đó cho rằng là nói là làm gì mà thời Đức Phật, làm gì mà có chuyện mà dân y dân áo, thời Đức Phật là hoàn toàn không có lễ dân y gì cả. Thì chính là lời của cái người cư sĩ đó giảng là như vậy. Thì chúng con không biết là cái lời giảng đó như thế nào, thì sẵn đây thì chúng con xin cung thỉnh ngài để mà giảng dạy thêm, để cho chúng con được hiểu, và cũng như là đây là cái bài học để cho trong đạo tràng để học hiểu thêm. Và bây giờ chúng con xin kính thỉnh ngài Nam Mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, kính bạch thưa thầy, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra cái đầu tiên đó là mình học, mình nghe phải nghe đúng pháp rồi mình hành cho đúng thì mới đưa tới pháp thành. Nha. Chứ không có cái ma nào mà nghe xong rồi không biết đúng đặt cái thoại kinh điển hay không, nghe rồi cái có thể đắc cái này đắc cái nọ, nói cái đó là chắc ở trong nhà thương gì ở Biên Hòa mới trốn ra thôi, chứ không ai nói vậy được hết. Bởi vì pháp học là nhân của pháp hành, mà pháp học và pháp hành là nhân của pháp thành, là nhớ vậy đó. Còn chuyện học ít học nhiều, hành ít học nhiều, cái đó là tùy theo cái ba la mật trong tiền kiếp của mình. Ba la mật trong tiền kiếp, ba mật về pháp học, pháp hành đó. Nếu mà hành nhiều, học nhiều đúng mức thì kiếp này đó nó cũng nhanh. Nhưng mà kiếp rồi mình không học, giống như đa số mình ngồi ở đây kể cả chúng tôi kiếp trước tu nháp, rồi nó kiếp này học tóc trên đầu nó rớt xuống nhiều hơn tóc còn ở lại, mà có thấy gì đâu. Thành nó nói cái gì cho nói cho nó đúng rồi nên nói mấy cái đó là nói nó không có cái cơ sở gì cả. Ngay cả những cái vị mà đệ nhất thần thông hay là đệ nhất về trí tuệ giống như ngài Sariputta, ngài Mokkhaliana, nghe xong rồi phải ngẫm nghĩ rồi mới đắc, chứ đâu phải nghe xong rồi đắc. Hả? Nghe xong cũng phải chứ, bởi vì trước khi cái lộ trình tâm của mình, thì mình nói lộ trình tâm nó phát sanh từ lúc mình nghe cái đó cho tới nó phát sanh, cho tới đắc được sơ quả đó,
tối thiểu cũng cả cả ngàn ngàn tỷ cái lộ trình tâm, mà mình nói cái đó không phải pháp hành chứ cái gì. Bởi vì pháp hành đó là công việc làm của tâm. Mình nghe một cái câu đó rồi mình ngồi mình quan sát cái câu đó theo danh sắc, theo vô thường khổ não vô não, cái đó là pháp hành. Còn khi mình nghe đem biết cái pháp đó như thế nào đó là pháp học. Thành ra nếu mà có pháp học mà không hành, tức là mình không biết suy nghĩ tới những cái điều gì mình đang 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 nghe đó, thì cũng không thể có pháp thành. Mà mình học không đủ, bây giờ mình có gặp cái ngày thánh tăng nào đó nói cho mình cũng không thể có được pháp 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 thành, thì làm sao mà nghe được cái đắc liền được. Nghĩa là cái nói phải nói cho giỏi hơn Đức Phật thì cũng chưa chắc nữa, ha. Ngay cái Đức Phật là ngài phải lang thang trong rừng bơi bao nhiêu năm đó, thì cũng phải vừa học hành vậy mới được. Cái thứ hai đó, vào hạ thứ 15 thì có cái đám mà tỳ kheo đó, đám đó thì theo dương sự thì cái đám đó là cái mấy chục mạng đó, cái đám mà đi chơi rồi có mướn một cô gái, là cô gái đó đợi mấy ông này xỉn sai cái ôm của giọt đó, thì mới súng nhau chạy, súng nhau bỏ trốn, thì họ đi kiếm thì gặp Đức Phật rồi đó. Thì Đức Phật lúc đó thì chưa có, lúc đầu đó chưa có lẽ cái lúc gặp đó chưa có đâu. Thành ra mới mới hỏi thì ngài mới nói là các ngươi đi kiếm cô gái đó hay kiếm hay tự kiếm mình. Thì ra là mới giải thích cho Phật pháp rồi mấy ông đó mới vô rừng tu. Tu mười mấy năm, 14 15 năm gì đó. Thì trên đường đi về để gặp Đức Phật đó, thì tính về gặp Đức Phật trong hạ đó, nhưng mà đi còn chưa tới nơi, còn khoảng một đoạn thì tới ngày phải nhập hạ rồi. Thành ra mới nhập hạ đó, rồi cái vừa vừa hết ngày là đi liền, trong đây trời vẫn còn mưa, thì tới gặp Đức Phật thấy ướt vậy đó, thì Đức Phật mới cho phép là được nhận y. Thì khi mà nói cho phép nhận y thì bà Quý Sư Thảo biết và mới xin để làm chú lễ, thành ra nó mới có lễ nhận y. Lễ nghi là như vậy. Là bà tìm đâu có, chứ thường hồi xưa đó trong thời gian đầu thì không chưa có lễ nghi, thì nam sư phải đi tới nghĩa địa tìm tìm giải rồi may thành áo rồi nãy để mặc thôi. Nhưng mà sau thì từ mấy ông này ông đi mưa ông đầm mưa ấy vô tới gặp Đức Phật, Phật mới hỏi này ở nọ thấy vậy đó, thì ngài mới cho phép. Thì cái người ngồi cần nghe vậy khoái quá xin liền là ấy mới được, chứ còn nếu phải rồi đó từ đó mới có lễ nghi khoảng 10 nhà thứ 14 15 gì đó hay 16 gì đó. Chúng tôi nhớ không rõ. Bữa nào rảnh tìm cái quyển mà của ngài hộ pháp ở Yên Công viết về lễ dân y đó, có đề cập cái đó rất là kỹ ha, để biết chi tiết. Chứ còn nghe lời mấy ông tào lao lên không biết đời đạo tư thiệt tư giả mà nói kiểu đó mệt quá. Nam mô Bích Thầy á. Ân ngày rồi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có bàn tay của Quỳnh chánh tâm. Dạ, Quỳnh có câu hỏi không? Thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh cầm mic. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Còn nếu mà Quỳnh không có hỏi mà nhầm thì Nhật Quỳnh xin phép được hỏi của câu của Thanh Hoàng. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Quỳnh chánh tâm cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Nhật Quỳnh nhường mic à. À, có câu hỏi của tu tu học Phật pháp nữa. Dạ bây giờ dạ kính mời huynh chánh tâm trước nha, ưu tiên bằng tay. Dạ cảm ơn thanh. Con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, và con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Thưa ngài, con có một câu hỏi, con có hai câu hỏi. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất của con có một vị Phật tử, họ họ không họ thì theo Bắc Tông,
Nhưng mà khi họ cúng dường thì họ cúng dường bất tông, nhưng mà cái sự cúng dường đó, nếu mà họ cúng dường giữa bất tông và cái nguyên thủy đó, nếu mà cái người mà biết mà cúng theo, thưa ngài câu hỏi là sự cúng dường giữa bất tông và cúng dường bên Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái nào phước phước lớn hơn, ngài có thể cho con biết về vấn đề đó được không ngài? Con xin xuống mic trước ạ. Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Mình nhớ cái vấn đề mà cái mình phải dựa vào cái chi của nó, chứ còn mình dựa vào bất tông hay nguyên thủy gì cái chuyện đó thì nó không có chính xác. Phước nhiều nhất là người cho và người nhận đều có giới. Phước ít hơn chút là người cho không có giới mà người nhận có giới. Rồi cái phước hạng thứ ba đó, ít hơn nữa đó là người cho có giới mà người nhận không có giới. Và cuối cùng cả người cho người nhận không có giới thì cái phước nó rất yếu. Đó. Thì bây giờ đó, nói về người nhận có giới thì thường thường đó, là có thể sa di là 105 giới rồi. Nha. Thành ra mình ghen cúng sa di vẫn có phước như thường. Còn những cái người nào mà giả tu nuôi mạng mặc y mặc áo rồi xin là gì mà đều giới hạnh không trang nghiêm thì cái kể như người không có giới. Thành ra khi mình quan sát là quan sát cái đó, chứ mình không nên quan sát là bắc hay nam. Đó. Quý vị cứ vô cái đánh chữ giới giới bổn của tỳ kheo ni bắc truyền, giới bổn tỳ kheo ni nam truyền, thì quý vị sẽ thấy muốn giữ giới của nhà sư như thế nào, muốn giữ giới của nữ tu sĩ như thế nào đều có hết á. Thành ra nếu mà chắc ăn thì mình phải biết họ là ở cái phái nào, nếu với cái phái đó thì họ phải giữ giới như thế nào. Nên nhớ có những cái giới mà bây giờ đa số đó là người không có theo thầy thôi, hay Phật giáo người thủy thì giữ không có trúng. Ví dụ như giới sau ngọ đó, người ta nói là không ăn sao ngọ, cái đó là dịch sai. Trong Pali là sao ngọ là không được nhai, nhớ chuyện đó. Đó chứ đừng có nói là 1-2 giờ mà còn nhai bổm bẻm là không có được, sao ngọ là không được nhai. Trong chú giải của Bà Từ Mốc có thí dụ một cái vị tỳ kheo á, ăn xong rồi quên xỉa răng, nó tới chừng nghỉ mở xong vậy thấy cộm cộm mới lấy cái tâm khiều ra, cái nhai nhai nuốt vẫn phạm giới như thường. Đó, cái giới nó khó khăn vậy chứ không phải. Thành ra thường thường quý vị để ý thấy à, trễ ngọ chút mà còn nhai nhai cái vụ đó, kể như người không có giới, dầu là có mặc y tỳ kheo gì cũng không không thể gọi là giới trong sạch được. Thành ra người cho có giới mà người người cho thường quý vị để theo mấy cái chùa nguyên thủy á. Thường thường quý vị vô muốn để bát để gì đó, thường là mấy sư cho quý vị thọ tam quy ngũ giới. Nha, trước đó quý vị có thể là đứt giới này tới nọ, nhưng mà khi khi mà quý vị mà vô là người ta cho thọ tam quy ngũ giới, tức là kể từ lúc mới quý vị mở miệng sinh tam quy ngũ giới là quý vị kể như người đang giữ giới. Nha, đang trong sạch, đang giữ giới. Nó rồi dâng cúng cho chư tăng. Chư tăng thì đối với lớn thì có thể là nguy hiểm, cho đối với nhỏ là có thể sám hối, thì chư sám hối hàng ngày, mỗi ngày đều sám hối với nhau á. Đó, thành ra thường thường dân tôi thích tới chùa để dân nhật thực cho chư tăng là vậy, bởi biết chắc chắn là những người đó có giới. Còn bên hệ Bắc truyền thì chúng tôi không có ý kiến nha, bởi vì đa số hệ Bắc truyền là cái xế vẫn còn đậu ngọ như thường. Mình không biết họ giữ mấy giới thì không biết, là nó miễn bàn nó dựa vào những cái điều đó đó, điều chánh đó, để mình biết cái nào là phước nhiều, cái nào phước ít. Cái thứ hai đó là dựa vào cái sự cái vật thực mà mình tìm được, vật thực đó nó trong sạch hay không, mình làm cái công sức của mình hay là mình gì gì đó, nghĩa là nó phải trong sạch đàng hoàng. Và cái thứ ba nữa là cái sự hoan hỷ của người nhận. Hoan hỷ người nhận là như thế nào? Ví dụ như có một số cái việc làm mà quý vị nên liên quan tới vấn đề mà dân cúng, thì do ông sư đó quý vị nên để một số vấn đề.
liên quan tới những cái món mà ông sư có thể dùng được hay không dùng được, ví dụ vậy đó. Thì cái món đó mà trong sạch thì rất nhiều, còn cái món đó nhiều khi ông dùng mà ví dụ như ông giờ ông bị dính cái món đó, ông dẫn đế quý vị dân nhà ông cùng lắm là ông đưa vô miệng ông nhá nhá cái thôi, chứ ông đâu có dám ăn, ông ăn vô ông bệnh chưa đó. Nhất ở rừng đó mà mấy cái thứ đó thì sợ lắm, thì biết nó bị dính một cái là trong rừng là ngồi khóc luôn, nó ngứa cả người, là ví dụ như món ăn vô ngứa cả người đó. Hồi chúng tôi mới qua Thái cái này là cái cũng là cái ngu của mình, hồi mới qua Thái mình đâu có biết, mà đi tao bỏ gì vô ăn ăn cái đi bác sĩ xin thuốc để tha. Cái ông sư kế bên ông thấy sao lâu lâu đi lâu qua ông dọn dọn đó thôi, chàng hội ơi lỡ mà nó ông nhận được thì ông chỉ ném cái thôi rồi sẽ được cái dùng ném để cho nó thành tàn thực, chứ dùng nó đó là ông bệnh ông chết đó. Lúc đó mới có kinh nghiệm chứ không phải tu nhiều người không có kinh nghiệm, quất vô là ngồi ngáp liền đó. Đó là những cái là mình nên ý khi mình dâng cúng cái điều gì đó chư tăng, nó nên hoàn hảo chút là như vậy. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài, và con có một câu hỏi thứ hai thưa ngài. Thưa ngài, trong trong vi diệu pháp, con biết là có như là tà kiến hay là tà tư duy hay tà tinh tấn hay là tà định. Con muốn hỏi ngài, vậy có mình có tà niệm không? Trong vi diệu pháp có tà niệm không? Theo con thì trong cái sở hữu tỉnh hảo thì con thấy là niệm hay là chánh niệm. Nhưng mà nếu mà có tà niệm thì xin hỏi ngài, vậy nếu mà tà niệm thì nằm ở trong trong cái chi pháp nào, ở trong vi diệu pháp như ngài, xin ngài giải thích cho con ạ. Con xin xuống bích, cảm ơn ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kinh bạch chư tôn hiền dạ, kính thưa chư quý vị. Một số cái danh từ nó không có chi pháp chính thức, nhưng mà ta dựa vào những cái chi pháp mà nó có thể nó làm cái nhiệm vụ trong cái điều kiện giống nhau, hoặc nếu không có thì mình làm đối với những cái loại tâm nào thì người ta các chú giải người ta gọi cái đó là chi pháp. Ví dụ như bây giờ mình làm cái đó với một cái hộp giữa tâm với tâm sở, ví dụ có thể nó không phải là do cái tâm sở nào đó mà nó là cả một cái một vài tâm sở nào đó, hoặc một vài tâm nào đó, thì ta gọi nguyên cái tập hợp đó là cái chi pháp của pháp đó. Cái thứ hai có những cái pháp là nó làm cái nó có cái điều kiện giống giống như cái niệm vậy đó, nhưng mà nó làm ở thang thì không có đúng đó, thì ta gọi là tà niệm. Thì thường thường trong chú giải có một vài chỗ họ gọi chi pháp đó là quý tất cả, tức là chi pháp tầm, tức là tà tầm á, mà nó làm trong lúc mà cái hành động đó nó có tương đối với đi ngược lại với cái niệm của mình, bởi niệm trong thiền pháp và cái tầm nó cũng có bình thường giống giống vậy, nên nhiều người ta vẫn dùng là tầm để gọi là tà niệm. Và tùy theo cái câu văn đó hay là cái đoạn đoạn văn nó như thế nào thì người ta tìm ra như vậy để người ta gọi, người ta định nghĩa cho cái loại nào đó để cho mình dễ kêu là dễ hấp thụ trong cái công việc đó, thì không có gì. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin xuống mít nhường cho bác lại cho cô Như Quỳnh ạ. À. Con cảm ơn ạ. Hỏi và chúng con thành kính tri ân ngài đã trả lời câu hỏi. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ cha Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Bây giờ Nguyên Trang nghe rồi. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ Nhật Quỳnh bớt cái câu hỏi của Thanh Hoàng, Nhật Quỳnh hỏi trước. Còn câu hỏi của Phật Pháp thì còn chút xíu nữa. Nguyên Trang sẽ đỡ mic và sẽ hỏi tiếp, thì Nhật Quỳnh bớt cái câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ tại câu hỏi Thanh Hoàng đưa trước đó, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông. Con xin hỏi, chúng con thọ tam quy ngũ giới. Vậy dạo này con nghe pháp,
và các pháp sư giảng không cẩn thận đức tam quy. Vậy thế nào bị đức tam quy? Con kính xin ngài dạy cho con để con biết cách giữ gìn. Con xin đa tạ ngài. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Tam quy gồm có quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là quy chính căn đức của ngài, quy Pháp là quy sáu căn đức của ngài, và quy Tăng là quy chính căn đức của chư Tăng. Mình học hiểu rõ cái đó để khi nào mà mình làm hành động gì mà nó phạm tới những cái điều đó thì gọi là đức, cái là quy đó. Thí dụ như mình đi vô cái chỗ đó, cái người ta lại cái gì nào đó mình không biết, người ta lại cái mình cũng lại theo. Nếu mà mình không có cái đức tin nơi nơi cái vị mình thọ, tức là mình nói trắng là đức Phật, đức bổn sư của chúng ta, đức đức Phật Gautama, thì bây giờ mình vô mình đảnh lễ cái ngày đó với cái tâm thành kính đó, thì mình có thể đức Phật quy, đức Phật quy. Thì pháp cũng vậy, quý vị học giáo bằng đức pháp. Cái chữ so khá tô phá quá ta thâm mô, chữ thâm mô ở đó đó, sáu cái điều kiện đó thì thường thường là nó nằm ở trong cái theo chú giải đó, giải thích tổng cộng là nó 11 điều tất cả, tức là bốn đạo bốn quả một niết bàn là chín, tam tạng kinh điển là 10, chú giải cái giải thích về tam tạng kinh điển mà một là 11. Đó là mình không kính trọng 11 trong 10, 11 cái đó như vậy đó, là coi chừng đức pháp quy như thường. Còn chư tăng cũng vậy, dựa vào một số cái điều kiện đó mình làm không có đúng, mình dễ vui hay là có thể là mình khinh thường cái gì đó thì mình có thể đức Phật quy như tam tăng quy như thường. Thành ra khi mà muốn thọ tam quy phải học cho nó kỹ sáu ở chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp, đức Tăng, để hiểu như thế nào, hiểu rõ ràng rồi đó thì những cái gì mà mình đi vô những cái chỗ không phải là chùa của Phật giáo mà mình đánh để đánh gì là mình phải coi coi chừng nó có bị đụng chạm tới sáu căn chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp rồi thì chín ân đức Tăng hay không. Nếu mà nghĩa là đụng chạm xích mẻ gì là gọi là đức cái loại quy đó. Nam mô Bụt Thầy nhá. Nam mô Bụt Thầy nhá. Và trước hết con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Và con đã thấy đạo hữu Thanh Hoàng đã dạ con kính tri ân ngài ạ. Và kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Và sau đây con đọc con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, trong kinh 136 Đại Phân Biệt Nghiệp Trung Bộ có đoạn: trong khi mệnh chung, một tà kiến được chấp nhận và chấp chặt, do vậy sau khi thân hoại mệnh chung, sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, chẳng lẽ tất cả những người ngoại đạo lúc bình nhật và cả lúc sắp mệnh chung, họ có niềm tin vững chắc, chấp nhận và chấp chặt tà kiến, cho rằng có một Thượng Đế trường tồn, có cõi thiên đàng, cực lạc vĩnh cửu, vĩnh hằng, có một cái linh hồn, chân ngã thường, hằng bất biến, từ đời này sang kiếp khác, thì đều bị sa đọa khi mệnh chung, hay thưa sư? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính nhân mít cho ngài ạ. À. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bồ Tát Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hầu như là 99% là đều sa đọa hết, ngoại trừ 1% là còn chưa, lại là ngoại trừ cái tiền nghiệp của người đó rất là tốt, nó chạy theo nó cho quả được, thì cái lộ cận tử của người đó không nằm ở trong những cái điều mình chấp ngã trong thời gian mình còn sống, thì có thể là thoát khỏi cái bờ bốn đường xa đọa này.
nhưng mà cái đó là rất là hiếm, ngoại trừ tà ma ngoại đạo mà qua gặp được bậc, ví dụ như Đức Phật hay là các bậc thinh văn, đại thinh văn này kia nói vậy đó. Rồi nghĩa là nắm được một số cái dữ kiện đó để ra khỏi chùa, đi ra khỏi cái chỗ đó, đi về mình rồi dấp ngã té này kia sùng nó, thì cái lậu cân tử nó không nằm trong những cái kia nữa, mà nó nằm trong cái điều mình mới nghe á, thì nó có thể nó giúp, nhưng mà giúp rồi đi lên bao xa là đi lên bao lâu thì cái chuyện đâu ai biết đó. Nhưng mà còn còn không á, không có được cái lậu cân tử mà tốt vậy đó, thì thường là đa số là đi sanh vào cõi dữ hết, bởi vì chấp nhận cả đời mà không sanh vào cõi dữ à. Rồi thứ nhất những loại mà ba loại tà kiến cố định đó là thường thì dính là dính chặt ghê lắm à. Còn khó mà gỡ, nhưng mà nếu mà ở trong những cái thời kỳ mà có những bậc cao tăng đồ này kim sùng mai ra, chứ còn tới chừng sau cái giáo pháp Đức Phật này mà suy đồi rồi, ngay cái mình coi chừng mình cũng lọt vào như chơi, chứ đừng nói người không có chấp theo cái tà kiến. Đa số trong người chúng ta đều có tà kiến hết đó. Quý vị coi trong kinh Phạm Võng viết là 62 loại tà kiến đó. Nó có tà kiến có tất cả 75 loại, tất cả 75 loại, 62 loại trong bài kinh đó, 10 loại thiên kiến, và 72 với ba loại kiến tà kiến cố định, 75 loại ha. Thành ra những cái đó mà cộng lại nó dữ dữ dội lắm, cho nên nó không có thường, thường thường là mình dính không có chài cái đó, nhưng mà tại vì mình dính mình không có dính chặt, không có dính chặt, mình đi đâu đó mình nghe cái mình thấy có lý rồi vậy thôi, chứ không có dính chặt. Nhưng mà nếu mà dính chặt thì coi chừng nam mô bích thầy á. Nam mô Bích Thay gia, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học Phật pháp, con kính tri ân sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bàn tay của Xích Hà. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Xích Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, ngài Lưu Tâm và thầy Kinh. Dạ và đạo tràng, dạ thưa sư, con sang sư nói về cái vấn đề đọa đó sư, con thấy trong kinh rùa mù mà 100 năm mới trồi lên mặt biển mà dính vô được cái lỗ ván á, thì cái sự đọa của chúng sanh ở cõi xướng nó rất là hy hữu, nó rất là khó khăn để được mang thân người hoặc lên cõi trời. Vậy thì trong cái lúc tu tập như thế này là thưa sư, mình có thân người thì có cái cách nào hay phương cách nào mà để mình có cái khả năng mà để được mang thân người và hoặc là cõi trời để tiếp tục tu tập không ạ? Dạ xin tri ân sư cho con kính trao mít lại ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị. Thật sự ra muốn lên cái cõi đó mà giữ được thân này đàng hoàng thì nó với ổn gì đâu, nó có hai chuyện để làm thôi, có hai số 10 đó. Tức là thập thiện nghiệp, tức là 10 cái thiện nghiệp. Cái thứ hai là thập phúc hành, tức là 10 cái phương pháp tạo phước. Có hai chuyện thôi thì cứ hành cho nhiều vậy đó. Phải không? Đó. 10 cái thiện nghiệp đó, tập thiện nghiệp đó. Cái thứ hai là 10 phương pháp tạo phước. Đó. Nội phương pháp thứ nhất là bố thí thai trì giới, nội trì giới không là thấy là có lộ nhân thiên rồi. Phải không? Đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ, quý vị bố thí cho nhiều mà quý vị không có được cái phước trì giới là quý vị cũng coi chừng. Vẫn có thể đi bốn đường ác đạo bình thường à. Mình nghe mình không có tin, nhưng mà phải quý vị ở trong những cái trường hợp mà không có kinh nghiệm, chứ chúng tôi là có kinh nghiệm đó. Nghe chúng tôi đi trị bệnh bên Thái bữa đói bữa no đó, nhưng mà cái con cẩu của cô công chúa là nó ăn bít tết không á, có người đưa đón đàng hoàng đi xem nè, mặc sẽ đi đàng hoàng á, đúng không? Tại vì kiếp trước nó bố thí mà nó không có giữ giới.
Cái trước mình thì giữ giới mà bỏng sẻn là cái này làm người mà đói đói gần ba thở luôn. Thành ra cái hai số 10 đó ráng làm đi thì chắc chắn là không có sợ sa đọa đâu nha. Làm tới nơi tới chốn chứ đừng có làm dân dở không có được nha. Nam mô Bích Thầy vậy. Sa thú dạ con đã thấy Xích Hà kính tri ân, dạ con kính tri ân ngài rất là nhiều, ngài chỉ dạy cho chúng con. Dạ con thấy bàn tay của cô Meta, dạ sau đây con kính gửi mic lại cho cô ạ. Dạ, Nam mô Bố Tài gia, Nam mô Thầm Mài gia, Nam mô Sang Khải gia. Dạ cảm ơn quý vị cho biết cả nghe được âm thanh rõ. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Diệu Tông, con kính chào thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con có một cái câu hỏi, nhân cái câu hỏi của cô Thanh Hoàng là hồi nãy về tam quy. Và bạch ngài, bây giờ nếu con đi đến một cái chùa hay là bất cứ một chỗ nào khác mà con đảnh lễ một cái tôn tượng mà không phải là của Đức Thế Tôn, của Đức Phật Gotama, thí dụ như là một vị nào đó như là người ta nói là Bà Quan Âm hay là A Di Đà, thì như vậy con có bị đứt giới về quy y Phật hay không? Dạ xin ngài giảng rõ cho con hiểu ạ. Con kính tri ân ngài. Nam mô Bồ Tát gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị, tùy theo cái tâm của mình chứ, nếu mình vẫn tin tưởng vào cái đức bổn sư mà mình thọ xin quy ở ngài á, mình tới đó thì mình có thể mình hành đảnh lễ gì lý do lịch sự rồi này kia ông sùng để không sao. Chứ mình mà quy nó không có thường thường mà quy ngồi chứ mà không hiểu tới nơi tới chốn đó. Đấy là ông sư nói sao mình nói vậy chứ mình không biết chính là Đức Phật là gì, chính Đức Pháp sao không Đức Pháp gì chứ chính Đức Tăng là gì đó. Nhưng mà đi chơi với bạn bè nghe tụi ơi ông đó ông Linh nóng cái bà đó ông Linh nóng nghe bà nghe ai kêu có bà hiện ra phải cứu giúp rồi này kia ông xong đó. Cái mình đi với bạn bè là mình vô cái chùa nào đó mình thấy cái đó nào cái tự nhiên mình phát sanh đức tin lên. Mình nghĩ là cái bà này hay là cái tượng này là xứng đáng bởi vì họ đã có thể rước mình về cõi đó này kem cho mình đánh lễ kiểu đó thì mới là Đức Phật quy thôi nha. Chứ còn nếu mà đánh lễ cái kiểu mà giống như là để làm như lòng những người đi theo mình hay là mình muốn nhập đoàn với người ta vậy thôi thì không sao, nhưng mà thành ra cái đó là phải coi chừng. Mình muốn cái tâm mình nó đàng hoàng á thì mình phải học cho nó hiểu rồi chính Đức Phật là gì, sáu ơn Đức Pháp gì đó. Khi mà mình quy mỗi ngày mà giàu có được truyền cái quy không, mình chỉ quy lần nào đó rồi tối mình trước khi ngủ mình thọ tam quy ngũ giới tự thọ, hay là sáng trước khi đi làm tự thọ tam quy giới, mà mình đọc cái đó mình phải biết cái đó là cái gì. Chứ mình đọc theo kiểu mẹ mình đọc cho vui để kim sùng đó nó dễ bị đứt lắm, bởi vì mình chưa có đức tin đầy đủ trên cái sự quy giới của mình đó. Đó là chưa kể nhiều chỗ cho quy xong rồi còn cho thêm cái bằng quy nữa, cái đó phải chừng. Tôi nói rồi mà nói hoài nói lại mẫu Diêm Vương cận cự nằm một mô tại vậy. Nam mô Bích Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng, dạ con đã thấy cô Metta, dạ con kính tri ân ngài, dạ con cảm ơn cô đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể chat chat trên màn hình hay là có thể hỏi trực tiếp với giơ tay hỏi trực tiếp với ngài và con sẽ cởi mic lại ạ. Dạ, trong khi chờ đợi câu hỏi, dạ con có một vị Phật tử gửi câu hỏi cho con. Kính bạch ngài, những hiện tượng như là đứa trẻ sanh ra lớn lên, chút nữa thì tự nhiên nhớ lại mình đã từng ở chỗ đó. Như vậy,
có phải là nhớ lại kiếp trước không ngài? Dạ con kính dâng bích lời cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống bích ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ hoàng, dạ kính thưa chú vị. Ở trên có câu hỏi cô Quang Trang đặt ra ở trên coi thơ lượng là thật sự ra đó cái kiếp trước của mình, cái kiếp này á, ví dụ như mình lúc gần chết đi mà cái gì mà nó dính mắt mình đậm á, hay cái gì đó, thì kiếp nếu mà mình có đủ phước để sanh lại làm người liền thì kiếp sau mình sẽ nhớ lại cái phần đó thôi, mà nhớ chỉ một thời gian ngắn là nó mất rồi chứ nó không có nhớ lâu. Cái đó không phải là cái nhớ tiền kiếp được, chỉ nhớ được cái đó mà thôi. Rất nhiều người vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình sống cái này mình ấy, nói chừng mình đụng cái chuyện gì đó cái mình nhớ cái đó, nhớ rõ ràng lắm, nhưng mà nếu mà cái đó mà nó ghim ban đầu mình mà rồi một thời gian ngắn sau mình chết thì cái đó nó vẫn vẫn theo mình qua cái kiếp sau, không có lâu, nhớ thời gian thôi. Nhiều khi nó lớn hơn 2-3 tuổi nó nhớ, rồi sau cái chừng vài tháng hay 2 năm sau là nó quên mất à, chứ nó không phải ấy. Còn nếu mà mình có thần thông mình nhớ tiền kiếp được á, do sự tu tập đàng hoàng thì mình mới nhớ lâu được, chứ còn mấy cái đó nhớ không lâu. Mà nhiều người nhớ vậy đó, nhớ nước mà làm gì hay là gì gì đó, cái đó là nước nào cũng có cái đó đó, nhưng mà họ nhớ không có lâu, hoặc là nhớ cái đoạn rất là ngắn vậy thôi. Cái đó là do cái sự dính mắc trong trong lúc mà cái việc đó nó xảy ra đối với mình trong kiếp trước, là kiếp này nó vậy thôi, chứ còn không phải là hay ho vậy thôi. Nhớ rồi quên đâu mà. Nam mô Bố Thầy vậy. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin thay mặt đạo hữu kính tri ân ngài. Dạ con xin sám hối ạ. À. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học Phật pháp. Kính sư, tâm sơ đạo sơ thiền gọi là sao? Nếu tâm đang nhập định sơ thiền thì đâu thể có sơ đạo được. Vậy phải hiểu thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái vị đó là hành thiền chỉ rồi đắc. Thì tích tắc sau đó thì dùng cái những cái chi thiền đó, đó để hành theo qua thiền quán. Thì mình nói nó lâu chứ nó nhanh lắm quá. Thì đắc đắc luôn đạo, tức là đắc thánh đó. Thành ra cái đó gọi là đắc, nghĩa là đắc đạo quả bằng có thiền. Còn nếu mà mình hành thiền direct từ Vipassana lên đắc thì cái đó không có thiền. Mà nếu mà mình hành thiền, mình đắc thiền rồi mà mình không có cái tiền nghiệp, cái ba la mật mình chưa có đắc đạo quả thì tới đó là mình đâu có tiếp tục được. Mà mình chỉ quán xét về cái thiền mình vừa đắc mà thôi. Đó. Nghĩa là cái lộ ra, nghĩa là vừa đắc xong cái nó bán cái chi thiền vừa đắc, là nó dùng cái chi thiền đó đến thành Vipassana, thành nó mới mới đắc vừa ấy đó. Thành ra bởi vì người nào coi trong Bali hai cái chỗ nó khác nhau, đâu có ở ở trong định gì đâu, nghĩa là vừa đắc sơ thiền rồi. Đó là bị thị sụt hạ gì đó, thì cũng là đắc lợi đắc đạo. Nó thành nó tâm sơ thiền, sơ đạo, tâm sơ đạo mà có thiền. Nếu mà cái gì đó không có hành thiền, không có hành chỉ đó, mà chỉ hành thiền minh sát đắc thì gọi là tâm sơ đạo thôi. Khi mà trong Bali thì họ nói cái đó để mình biết cái ông nào mà đắc đạo có thiền vậy đó. Quý tất cả quý cha đá bi tỷ su khệ gạch các ta sẽ tăng. Đó. Sổ đa bạch tỷ mắc các chị tăng.
thì cái vị đó là không có thiền. Nhưng mà nếu cái Pali nó có câu là quý tất cả quý cha đá bi tỳ su khả e gặp cái ta sẽ tăng bà tham cha ná số ta bạch tỷ mất cái chỉ tăng, thì cái vị đó đắc đạo mà có thiền là như vậy đó. Hai cái vị đắc đạo mà có thiền, vị đắc đạo mà không có thiền. Bởi đắc đạo có thiền là đi thẳng luôn, quý tất quý cha đá bi tỳ su khả sẽ tăng thiền, thì cái chỗ đó thêm câu là bà tham cha ná sơ thiền bạch tâm mắt số ta bạch tỷ tăng, hai cái nó khác nhau. Hy vọng với câu cái gì hỏi là hiểu chúng tôi nói là mô bích thầy á. Nam mô bích thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu tu học Phật pháp còn câu hỏi à, con xin đọc câu hỏi. Kính thưa sư, các giáo thọ thường dạy vị thánh muốn nhập được thiền quả phá lá xá ma bá tí thì vị đó phải có chứng đắc thiền định, nhưng có chỗ cho rằng vị thánh nào cũng có thể nhập được thiền quả vì tâm quả là do vipassana, tâm thiền là do samatha, hai tâm khác nhau hoàn toàn. Vậy chỗ này phải hiểu như thế nào sư? Phải hiểu như thế nào thưa sư? Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính dâng mic lại cho ngài ạ, để ngài có thể trả lời câu hỏi. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái gì mà hành thiền mà đắc đó, mà cái thiền nó không phải thuộc loại thiền mạnh á, thì cái định trong thiền minh sát không phải mạnh á, thì gì đó không thể nhập thiền quả được. Điển hình là ngài Acacchi á, Acacchi thì lúc già ngài bệnh á, nghĩ nào mà khi mà hành thiền đó mà cái định nó mạnh á, thì lúc đó vị đó mới có thể đắc nhập thiền quả được, phá lá samapatti được. Thì ta vipassana nó có ba loại tất cả. Thứ nhất là sẵn khả đá và đế kha ná quý vipassana, tức là thiền quán minh sát, tức là hành thiền quán để thành quý vipassana direct đó. Cái thứ hai là phá lá samapatti quý vipassana, thiền quả minh sát. Cái thứ ba là nirodha samapatti quý vipassana. Thành ra cái quý vipassana gọi là phá lá vipassana đó, cái thiền đó, cái thiền chỉ cái định nó mạnh, nó mới nhập được thiền quả, dầu rằng không đắc thiền chỉ. Còn cái thứ ba đó là phải đắc thiền chỉ rồi đắc đạo quả động cả lẫn nhau, thành ra gì đó mới nhập được tới tam quả hay tứ quả, mới nhập được thiền diệt. Nên nhớ muốn nhập được thiền diệt là phải hành nó gọi là nirodha samapatti quý vipassana. Nó ba cái loại hà, cái này chỉ cho ba cái loại thiền minh sát đó. Nghĩa là minh sát đầu tiên đó là gọi là sankhara và nirvana vipassana, cái thứ hai là phá lá samapatti vipassana, cái thứ ba là nirodha samapatti vipassana. Đó thành ra cái gì mà hành thiền quán minh sát đó, tại sao mà nó phải chia vậy? Bởi vì có thể có gì là lợi quán, có gì là trì quán. Lợi quán là tịch hạ, vipassana mà trì quán là mình là gọi là mình đá quý bạch sanh đó. Nó thành ra chứng chậm chứng nhanh gì nhiều cái lắm. Thế nó còn cái gọi là thiền nirodha samapatti quý bạch sanh đó, nhiều người ta dịch là chỉ qua chỉ định xong tu đó. Thật sự cái chữ Bali đó, nếu mà dịch vậy nó có đúng chữ Bali đó, nó gọi là vú khá nành thá quý bạch sanh. Nên nếu mà mình dịch đó là song hành minh sát, nó vẫn là hành thiền minh sát, bởi vì cái chữ của nó là ý đô thá sa ma bạch tỷ quý bạch sa na, rồi song hành minh sát, chứ nó không mình không thể nói là chỉ tịnh trong tu gì. Cái đó là nói đó là có thể là nó không chính xác cái câu Bali, câu Bali đó. Thành ra cái người đó muốn nhập được thiền quả là phải hành cái loại mà thiền quán minh sát đàng hoàng, tức là học cái đó cái định nó mạnh ghê lắm. Dầu rằng không có đắc thiền nhưng mà định nhấn mạnh như thường đó.
Không, cái đó tùy theo chứ, tùy theo chứ, tùy theo cái lúc mà mình nhập thiền quả hay là mình nhập thiền định đó, khác nhau chứ. Lúc đó mình mới biết cái thiền nào sanh khởi chứ. Nhưng tập thiền là thiền quả thì chỉ cần cái định nó mạnh là đấy, chứ mình đâu nhập thiền định được nếu mà không đắc hiểu vậy đó. Còn muốn nhập thiền quả thì cái sự phát sanh mà liên tục trong khi mình nhập đó thì là tông quả liên tục kia đó gọi thiền quả. Còn mà cái thiền thiền định đó, thì cái thiền mà mình đắc đó, thì nó phát sanh theo theo cái niêm bích của nó, mình đắc cái thiền gì cái niêm bích của nó, thì cái đó là thiền chỉ, nhập thiền mà thiền chỉ ha. Hai cái mà cái nó khác nhau chứ nó không có giống. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu tu học Phật pháp còn có thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ con kính mời. Dạ con đã thấy đạo hữu, con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý vị có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi. Dạ cảm ơn đạo hữu tu học đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học. Kính thưa sư, tâm quả trong lộ đắc đạo mắc á, quy thí là và tâm quả trong lộ nhập thiền quả phá lá xá ma bát thí chích tá quy thí của cùng một vị thánh có giống nhau về chi pháp hay không thưa sư? Dạ con xin xuống bích ạ, con kính dâng bích cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ, kính thưa chư quý vị. Thực sự khi mình tới cái lộ đắc thì nó giống nhau đó. Cái nó khác nhau là từ lúc đầu kìa. Đó, từ lúc đầu. Chứ là chứ tới chừng nó lắc cái lộ đạo nó giống nhau đó, nó chỉ có lộ đạo nó chỉ có em đo qua rất cho nó rồi à nó lôm. Rồi nếu mà lộ đầu tiên thì khó tra phu rồi mắt rồi phá lá, hai tâm quả giống nhau hết á. Nhưng mà cái con đường mà khi tới cái lộ cuối cùng á, lộ lộ đắc á, thì cái đó nó khác nhau nó qua cái tiến trình mà mình muốn hành đó, tiền đường đấy là mình quyết định là phá lá sa ma bạch tỷ quý bạch sa na đó, thì cái đó là cái định nó phải mạnh đó, được dầu rằng cái định đó là định của thiền minh sát nha, chứ không phải là định của thiền quả, chứ không phải định của lộ đạo. Cái định nó phải mạnh hơn cái định của lộ thông thường, bởi lý do nó định thành ra cái người mà hành cái phá lá sa ma bạch tỷ quý bạch sa na đó mới nhập được thiền quả, mà dầu rằng không có thiền, không có đắc thiền. Chứ còn không, thường thường đa số là phải đắc thiền thì mới nhập thiền quả được đó. Còn cái gì mà hành cái loại bạch sa na thứ hai, tức là phá lá sa ma bạch tỷ bạch sa na đó, thì cái gì đó đó là cái định nó mạnh, là trong thời gian là tu tập từ đầu cho tới khi cái gần cái lộ đạo cuối cùng nó phát sanh thì cái định nó mạnh ghê lắm. Nhưng mà lên tới cái lộ đạo này giống nhau cho nó không có khác nhau được. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài và kính chào đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu tu học còn có thắc mắc gì không ạ? À? Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ trong khi chờ đợi con thấy bàn tay của huynh chánh tâm. Dạ Nguyên Trang kính mời bàn tay của huynh ạ. À. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Chí Đức, và con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, và con xin kính kính chào thầy kinh, và con xin kính chào đạo tràng. Thưa ngài, con có liên quan cái câu hỏi mà đắc đạo đắc quả, như là sơ đạo sơ quả. Nếu mà cái người mà đã được vào dòng thánh nhập lưu, thì họ đã biết Niết Bàn, thì khi họ trở về cái trạng thái như là bình thường rồi, thì cái quả của họ đó, nếu mà họ họ
những cái gì phiền não họ có thể nhập vào, họ có thể hưởng quả đó lúc nào họ muốn được không ngài, cũng như khi vì họ đã có cái quả sơ đạo sơ quả rồi, thì để tự nhiên mà họ có những cái gì mà phiền thì họ có thể nhập vào cái sơ quả để họ hưởng cái an lạc đó không ngài, hay là sao, xin ngài giải thích cho con rõ về cái quả đó họ hưởng lúc nào, và nếu mà lúc mà khi họ sắp mất đi họ cũng có thể vô cái quả đó để họ tìm cái sự an lạc không ngài, xin xin ngài giải thích cho con cái đó, con cảm ơn ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư vị, thì nãy chúng tôi trả lời rồi đó, ngài sẽ chỉ lúc lúc gần chết, ngài bệnh quá trời, ngài đâu có nhập thiền quả được. Nghe quý vị, là cái chuyện của ngài sẽ chỉ qua coi thì biết đó, bởi vì khi mà mình nhập nó phải, nó có cách hết, tùy theo từ đầu tới đuôi, chứ không phải là mình nghĩ là tới đó mình đắc quả rồi cái rồi sau này mình có cần gì là mình cứ nhập vô đó chưa chắc. Vì nên nhớ ngay cả pháp đời cũng vậy, hai người cùng cùng học doctor ra với nhau, bác sĩ đó, nhưng cái khả năng đâu có giống nhau đâu, mình nhớ vậy đó. Nó tùy theo cái thời gian mình học như thế nào, cái quá trình mình học đó, nó đưa tới thành quả như thế nào thì chỉ dùng được cái đó mà thôi, chứ đâu phải mình nói quả là nó chỉ có một loại quả gì đó. Ví dụ sơ đạo quả thứ nhất là sơ quả, cái người đắc sơ quả mà loại loại thông thường đó, gọi là manh đá quý và sinh a, tức là trì quán minh sát, thì họ họ có cái quả đó nhưng họ không có nhập thiền quả được. À, nhớ là, bởi vì nhập thiền quả đó là làm gì, mình vô theo một cái chu trình để cho cái quả của cái mình đắc nó phát sanh liên tục trong vòng bao lâu, ví dụ mình nguyện là cho quả này phát sanh trong vòng 1 tiếng thì trong tiếng hồ đó nó phát sanh vậy đó, thì mình mới thoát được mấy cái khác thôi, chứ còn mình làm cái không được. Cái này đây, chúng tôi xin lặp lại là chúng tôi chỉ nói theo sách vở thôi nè, lớp học chúng tôi học như vậy, chứ đừng có nói ông đó ông đắc tới đó mà ông không biết gì hết, tôi chưa đắc xem nha, có gì nói mai mốt nghe, nói ông đó ông đắc thì chúng tôi thì chưa chứng nhưng mà nổi chứng được. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài ạ. À. Dạ, con xin xuống bích ạ. À, Nam mô Bổn Thầy giá, dạ con kính lãnh lễ quý ngài. Kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi. Dạ con thấy câu hỏi của đạo hữu tu học, dạ con xin đọc ạ. À. Kính thưa sư, trường hợp của ngài A Xà Chí nên hiểu là ngài không nhập thiền định được hay không nhập thiền quả được thưa sư? Dạ dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, hiền nhà kính thưa chư vị, cả hai với ngài đâu đắc thiền đâu, chứ nếu ngài đắc thiền thì ngài nhập thiền quả được thì chỉ cũng được, chứ ngài đâu đắc đâu, thành ra lúc người bệnh ngồi nằm rên ấy, không thấy à, ngài rên ngài than với Đức Phật chứ đâu phải than với ai đâu, bởi vì nếu mà đắc quả mà có thiền á thì nhập thiền quả được, còn đắc quả mà không có thiền á là phải hành cái sống phá lá sa ma bạch tỳ quý bạch sa na, để khi mà đắc quả rồi có thể nhập thiền được, dầu rằng không có đắc nhập nhập quả nhập thiền quả được mà dầu rằng không có đắc đắc định, bởi cái định trong thời gian tu tập nó đã đủ năng lực rồi. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bổn Thầy giá, dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con không biết là đạo hữu tu học còn có thắc mắc gì không ạ? À? Dạ, dạ con đã thấy đạo hữu tu học và kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con thấy dạ sa thú, dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. À. Kính thưa sư, tâm duy tác thì không còn tạo nghiệp, nhưng có chỗ thì cho là tâm sở tư, chê tá na. Trong tâm duy tác không phải không tạo nghiệp mà là
tạo loại nghiệp đồng sinh. Sahaja Pakamma, xin sư hoan hỷ giải thích về loại nghiệp đồng sinh là gì ạ? Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể trả lời câu hỏi. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn, gia kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, tại vì mình nói là nghiệp đồng sinh đồ này kia ông sùm, nhưng mà không phải. Tại vì mình coi cái tâm tâm sở chetana nó nghĩa của nó là gì thì mình mới biết là tại sao mà nó có chỗ mà Đức Phật nói đó là nghiệp, có chỗ Đức Phật nói nó cần cái này cần cái nọ ha. Thành ra cái tâm sở chetana đó, cái nghĩa của tâm sở chetana đó là pháp kích thích và nhắc nhở tâm và các tâm sở đồng sanh trong nhiệm vụ của mình. Thành ra khi mà nó trong lúc nó đồng sanh nó chỉ làm nhiệm vụ đó thôi đó. Đó. Nhưng mà khi mà nó rồi cái trong, nếu mà tâm 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 thiện hay bất thiện đó, thì ngoài cái sự kích thích nhắc nhở tâm sở đồng sanh làm tròn nhiệm vụ của mình đó, nó còn để lại một cái dư âm thì mình gọi là quý ba cả chetana đó. À, nó có khả năng nó cho cái quả gì sao, nhưng mà trong cái nghiệp của trong cái mấy cái lộ mà của bậc A La Hán bởi vì ngài không có kiếp sau, nó nhớ vậy đó. Thành ra nó làm cái nhiệm vụ của nó là giúp kích thích cái nhắc nhở tâm sở tâm và tâm sở đồng sanh trong nhiệm vụ của mình lúc đó mà thôi đó. Thành ra dựa vào cái định nghĩa ra mới thấy là tại sao mà nó ở trong tâm di tác thì nói bởi vì nó không có để lại một cái dối nào để kiếp sau được. Thành ra nó chỉ làm tròn nhiệm vụ, nó kích thích các tâm sở tâm và tâm sở đi theo cái pháp đó để làm tròn nhiệm vụ của nó, của cái điều kiện lúc đó mà thôi, chứ nó không có để lại một cái tác động nào để cho quả đó. Thành ra còn có những cái chỗ mà trong về nghiệp thì ngài nói là chê thành ra là nghiệp, cái đó là nó nguyên cái câu đó, nó nhiều chuyện lắm chứ nó đâu có phải ít như mình, nhưng mà tại vì mình cứ nói riết nó quen là mình cứ nghĩ vậy thôi, chứ còn cái tâm sở đó là nó nhiều chuyện lắm, bởi vì phía sau đó là nó làm cho cái ngoài trừ cái những cái tâm tâm sở đồ này kia xong đó thì nó còn liên quan tới thân khẩu ý nữa chứ đâu phải là cái đó không, nó liên quan tới thân khẩu ý. Thành ra nó mình mới gọi thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp rồi này kim sùm đó, nó cho quả là lúc đó, chứ còn nếu mà nó chỉ đứng một chỗ đó, nó làm xong nhiệm vụ của nó giống như là cái định nghĩa của cái tâm sở đó thì nó đâu có nó cũng giống như cái tâm nào khác vậy thôi chứ đâu ấy đâu. Thành ra nó có nhiều cái ấy lắm. Thành ra nhiều khi mình không có để mấy cái nguyên cái câu mà của Đức Phật nói đó, thành ra mình không có nhớ đó, để khi nào chúng tôi tìm ra chúng tôi nhớ tôi nói nguyên cái câu mà ngài định nghĩa đây chỉ cho ta nói như thế nào. Nam mô Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. Kính thưa sư, tâm sở tư trong tâm thánh đạo là loại nghiệp trắng quả trắng, khâm măng, xuất tâm, xuất cáo quý ba cần, hay là loại nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng đưa đến đoạn diệt nghiệp, khâm măng, akanha, asuk cần, ác hành há, ác xúc cá quý ba cần, cầm mắt, khá già giá, sầm quát tá tí. Dạ, xin sư giải thích về loại nghiệp đoạn diệt nghiệp là thế nào? Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính nhân bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, giả kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nghiệp trắng quả trắng, rồi nhất nghiệp trắng quả trắng
thứ hai là không đen không trắng, đưa đến quả không đen không trắng. Thật sự ra đó, cái mà nghiệp mà không đen không trắng, cho quả không đen không trắng đó là bát thánh đạo, nghĩa là tám cái chi trong đó đó, là nó thật sự ra khi nó làm cái nhiệm vụ của nó đó, là nó chỉ chấm dứt phiền não, diệt diệt cái phiền não mà thôi. Thành ra nếu mà nói là không thể cho quả được, cái đó là cũng không không có chính xác, nhưng mà cái ngôn ngữ người đời không biết thế nào để giải thích được cái đó. Bởi vì khi tám cái tâm đó nó trong tâm đạo đó, tám cái chi pháp đó nó trong tâm đạo đó, cái nhiệm vụ của nó đó là cái thành quả của nó là chấm dứt những cái phiền não, nghĩa là nhổ bứng cỏ rễ những cái phiền não, nghĩa là những những cái chi của phiền não mà thôi. Thí dụ như là nếu mà tám cái tâm đó nó ở trong cái tâm sơ đạo đó, thì nó chỉ cái nhiệm vụ của nó là diệt có hai cái phiền não, gọi là nghĩa là với trực trả với thích thị mà thôi, tức là tà kiến và hoài nghi mà thôi. Thành ra khi nó diệt như vậy đó, thành ra là mày gọi là nghiệp đoạn diệt nghiệp như vậy đó, nó nhiều cái chữ dữ lắm, là tại vì cái nhiệm vụ của nó chỉ làm cái việc đó mà thôi đó. Còn cái phần mà cái tâm đạo nó có cái quả là sơ quả này kia, cho nó là cái việc khác, chứ không phải cái việc liên quan tới cái tám anh đó. Bởi vì cái tâm đó nó tới ba mấy cái tâm sở khác nhau, 36 tâm sở, là thì tám cái tâm sở đó đó nó gọi là nghiệp không đen không trắng, là cái là chỉ có tám cái mà chi bát thánh đạo thôi, còn những cái khác nó mới làm cái nhiệm vụ khác nha. Đó, thành ra là nghiệp không đen không trắng là chỉ cho bát thánh đạo đó, là nó chấm dứt cái đó. Thành ra khi mà cái bậc sơ quả về sau không bao giờ mà có hoài nghi hay là có tà kiến là vậy nha, là nó diệt luôn, diệt những cái gì mà liên quan tới cái đó. Đó, rồi nó có những cái vậy. Còn cái chữ nghiệp á, chữ nghiệp chú giải giải thích là có những cái tâm mà không, cái tâm sở mà không phải là tâm sở chetana vẫn là nghiệp như thường, vẫn được gọi là nghiệp như thường. Nếu quý vị nên nhớ để ý cái đó, thì những cái nào được gọi là nghiệp, quý vị gọi thập thiện nghiệp á, nên gọi là nghiệp đó. Thì ba cái ý nghiệp là gì? Tham, tà kiến, tham với sân nhé, thấy không? Bởi vì cái tham nó làm sao mà gọi là nghiệp được? Nhưng mà tại vì nó đi với tâm sở tư, thành ra nó không phải là cái tâm sở tư, nhưng mà nó vẫn là nghiệp như thường. Thành ra có những cái trong đó là những cái gút mắt mà nhiều khi mình đọc mình không có nói với nhau được, là nó rất là khó hiểu vậy đó. Không phải lúc nào mình nói mình chỉ biết nghiệp là tư tâm sở, không phải. Có những cái tâm sở không phải là tư tâm sở, nó vẫn là nghiệp như thường. Đó. Thấp là thập thiện nghiệp, hay là những cái một số tâm sở khác nó cũng ở nằm trong chỗ khác, cũng được gọi là nghiệp chứ không phải không. Nếu kỳ coi trong thập thiện nghiệp biết có những cái nó không phải là tâm sở tư. Đó. Đó. Có những cái mình phải đọc hết mới đó, mình so sánh rồi mình biết nó là như thế nào, nó thuộc loại nào thế nào. Chứ còn bây giờ mà mình cứ dựa vào một cái chỗ nào đó rồi mình nói cái mình nói khoa mãi nó phải như vậy như vậy, nó hồi đó nhức đầu quên hết. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu tu học và kính tri ân sư ạ. À, dạ sau đây con thấy bàn tay của huynh chấm tâm và nguyên trang, kính gửi mít lại cho huynh ạ. À. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo và con xin kính đảnh lễ sư Chi Đức và con xin kính đảnh lễ ngài Liêu Tông và con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. À, thưa ngài, con có thắc mắc cái câu hỏi này. Trong nhiều cuốn sách của những nhiều vị thầy thiền sư nổi tiếng, và cũng con cũng có nghe của một số thiền sư ở bên Miến, là nếu mà mình đắc trong cái tứ thiền, mình đắc được tứ thiền, mình có thể dùng cái tâm tứ thiền đó, mình có thể quán vô thường khổ vô ngã, hay là có một vị nói không phải được, không thể trong cái tứ thiền mà quán được vô thường khổ vô ngã, mà phải sức sức trong cái tứ thiền ra mà mới
dùng cái định lực của tứ thiền để quán vô thường khổ vô ngã thì mới mới là đúng. Dạ thưa ngài, xin ngài giải thích cho con cái là có thể là trong tứ thiền hay là phải xuất trong cái tâm tứ thiền ra, dùng cái tâm tứ thiền đó mà để tu thêm tứ niệm xứ. Xin ngài giải thích cho con ạ. Con cảm ơn ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư vị. Chúng tôi không biết cái vị nào nói, nhưng mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì không được. Khi mà ra khỏi cái thiền đó thì dùng cái chi thiền của để diệt, thực tập với bạch sanh na, bởi cái chư thiền là nó sanh diệt, thành ra mới mới thấy được vô thường khổ não vô ngã. Chứ còn nếu mà cái mấy cái loại khác làm sao thấy được. Mà nhớ mình muốn hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền với vipassana, cái đối tượng của nó phải là thực tinh pháp. Còn nếu đối tượng không phải là thực tinh pháp thì không thể dùng cái đối tượng đó để làm đối tượng cho thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát được. Vì mình nhớ chuyện đó. Đó thành ra cái đó là ví dụ như mình đắc sơ thiền cũng được, rồi mình quán từng chi của thiền đó là quý tất cả quý cha đá bi tỳ sục khả đề cách cách ta đó, năm chi thiền đó, thì khi mình phân biệt được nó là danh như thế nào, sắc như thế nào. Bởi trong lúc quý vị hành thiền chỉ thì quý vị không thể thấy được thực tính pháp, không thấy được sự pha hóa của nó. Nhưng mà sau khi đắc thiền quý vị lợi dụng nó đâu, quý vị coi từng cái chi thiền, bởi vì từ người đắc thiền lắm, cái chi thiền nó hiện ra rất rõ, thì mình dùng cái chi thiền để mình làm cái đối tượng cho thiền minh sát thì lúc đó mới hành thiền minh sát được. Chứ còn khi không là nói sơ thiền là để làm thiền minh sát thì sơ thiền là cái gì, phải không? Thực tính của sơ thiền là quý tất cả quý cha đá bi tỳ sục gạch e cạch cái ta. Còn nếu mà tứ thiền nó là cái gì, nó hai chi hoặc ngũ thiền tùy theo cách mình nói. Nó thiền thứ nhất á, là thiền bốn chi hoặc là thiền năm chi. Pali gọi là thiền bốn chi là gì, là chà thuật thà na giá, còn kia là banh chà cả na giá. Nhưng mà Việt Nam mình thường thường hay nói là thiền theo tạng kinh thì vừa bốn chi theo tạng di pháp năm chi, nó nói cái đó thì nó không chính xác. Trong tạng kinh vẫn nói tới thiền năm chi như thường, chứ làm sao nói không có nói thiền năm chi mà mình chia ra đâu được. Quý vị muốn biết, quý vị vô coi cái bài kinh chúng tôi coi cái bài kinh nó nằm đâu tại gì để cho quý vị vô quý vị coi để cho thấy. Sẽ thấy trong tạng kinh vẫn nói tới thiền năm chi như thường, chứ không phải lúc nào cũng mình cứ mình phân chia vậy, trong khi cái đó không phải là như vậy. Rồi quý vị vô trong Trung Bộ Kinh, nó bài kinh số 128, kinh Tùy Thiền Não Ubakile Sa Sutta, trong này vẫn nói thiền năm chi như thường, chứ không phải là cái chỗ nào mà nói. Mình phân mà nó không trúng mà nhiều khi nó khổ sở lắm đó. Đó là bài kinh trong đó đó. Đức Phật nói với ngài Anuruddha đó: ta tu tập định có tầm có tứ, ta tu tập định không có tầm chỉ có tứ. Trong bài kinh Tùy Phiền Não, kinh số 128 trong Trung Bộ Kinh, quý vị vô coi là biết đấy. Sau này nói là nói cho đúng, chứ nói là theo tạng kinh thì bốn chi tạng vi pháp làm gì, cái đó là không có đúng. Thành ra tùy theo cái đó, thành ra mình coi những cái chi đó đó, chi tầm chi tứ này kia, mình mới là cái thực tinh pháp thì mình mới mới thấy được cái này cái đó. Chứ còn nó không phải là mình ra khỏi cái thiền đó là cái mình dùng cái thiền đó để lấy dụng thiền được, dùng cái chi thiền thôi, chứ bởi cái thiền đó nó đâu phải là thuật chính pháp đâu, thấy không? Nam mô Bích Thà. Dạ, con kính tri ân ngài. Sa thú và kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. Kính thưa sư, đối với bậc thánh Tam Quả A Na Hàm, khi tục sanh vào các cõi Phạm Thiên,
thì các nghiệp cho quả ở dục giới trở thành vô hiệu nghiệp. Aho si kamma. Như vậy, những nghiệp thiện ba la mật vị ấy đã tạo có thể, vị ấy đã tạo có liên hệ với cõi dục thì có bị vô nghiệp, vô hiệu hay không? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Phật Thà, dạ kính bạch kia tôn, dạ kính thưa chị quý vị. Những cái nghiệp nào mà làm ở cõi dục á, mà nó cho ở cõi dục không á, thì cái đó nó mới trở thành vô hiệu nghiệp. Còn cái nghiệp mà làm ở cõi dục vẫn hưởng được cõi sắc giới thì nó đâu thành vô hiệu nghiệp được. À, tùy theo chứ, một cái nghiệp mình làm nó có thể nó cho có bao nhiêu cõi chứ đâu phải là một cái cõi nào thôi. Cái quả của cái nghiệp mình làm ở cõi dục mà nó chỉ cho ở cõi dục không á thì nó mới thành vô hiệu nghiệp. Còn nếu cái đó nó có thể nó cho ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới thì nó chưa thành vô hiệu nghiệp được, cho tới khi nào mà cái vị đó đắc tứ thánh quả niết bàn thì tất cả mới đều là trở thành vô hiệu nghiệp. Khi nào cái vị đó bà đi niết bàn cái đó nó mới, còn cái vị đó còn sống này nó vẫn cho quả như thường chứ làm sao không cho quả, nó đâu có vô hiệu nghiệp quá được. À, vô nghiệp là tùy theo cõi thôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư và kính chào đạo trang. Dạ, không biết là đạo hữu tu học còn các thắc mắc gì không ạ? Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của đạo hữu tu học. Thông thường đoạn nghiệp Upakha Atakakamma là loại cực trọng nghiệp Garukakamma thiện hoặc ác. Có trường hợp nào đoạn nghiệp không phải là loại cực trọng nghiệp hay không thưa sư? Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. À. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bồ Tát, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, cực trọng nghiệp thiện của ác, đoạn nghiệp không phải có chứ. Bởi vì cực trọng nghiệp đó thường thường là liên quan tới những cái gì ấy, còn có những cái cực trọng nghiệp nó không có đoạn nghiệp mà nó không có cực trọng nghiệp. Ví dụ mình làm cái nghiệp đó nó chỉ cho cái quả cái dục giới như bậc A La Hàm á, ngày lên đó những cái đó nó đậu cho nó vẫn là đoạn, chứ nó đoạn nghiệp mà nó là hổ sự căn vô nghiệp, nhưng mà nó là đoạn nghiệp bởi vì nó không có khả năng nó cho quả nè. Cho nên cực trọng nghiệp cũng có thể có mà không phải cực này cũng có, tùy theo mình nhìn chứ. Nghe là bậc tam quả sanh lên đó nha, là nó có nhiều cái chuyện mà cái nghiệp dữ cỡ nào nó cũng theo nó cho quả được đó, chứ không phải không mà dữ thuộc lại không phải là ngủ nghịch đại tội thì chứ còn nếu mà thì không thể chạy đâu khỏi đó. Nhưng mà có những cái cực trọng nghiệp nó không phải là ngủ nghịch đại tội ha, nó tùy theo cái mình nhìn từ cái một chứ còn bây giờ mình cứ mình chia ra hỏi chứ không biết được đâu mò. Tùy theo cái khi nào mình gặp đó mình mới gặp hay là đọc cái đoạn kinh đó mình thấy vậy thì mình có thể mình biết được nó là như vậy như thế nào thôi, chứ còn bây giờ cả 84.000 bài pháp hỏi kiểu đó chúng tôi nhớ đâu hết đâu mà nói ra cho rõ được. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Dạ, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu tu học, con kính tri ân sư. Dạ, con kính cảm ơn những lời chỉ dạy của sư ạ. À. Dạ, sau đây con kính con thấy bàn tay của huynh Chánh Tâm. Dạ, Nguyên Trang kính mời huynh ạ. À. Dạ, con xin kính đánh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ sư Chi Đức và con xin kính đánh lễ ngài Liễu Tông và con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. À, thưa ngài, con có coi cái bài kinh Tăng Chi Bộ Kinh về pháp tối thượng. À, có cái câu này con không hiểu, xin ngài giải thích cho con. Có cái câu này như thế này: ở đây này các tỳ kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, tinh cần tinh tấn,
có trí tuệ, thân và mạng không có ước vọng, thành tựu sáu pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo có thể chứng ngộ pháp tối thượng A-la-hán. À, theo con thì con có thể hiểu là có lòng tin, con có hiểu cái đó, con có hiểu có thể là tàm quý, là có lòng tin, có sống, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi, hay tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ. Nhưng mà con không hiểu cái nghĩa mà thân và mạng không có ước vọng. À, xin Ngài giải thích rõ cho con cái câu đó. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, chữ thân và mạng không ước vọng, thường thường mình làm gì mình cũng ước vọng. Nhưng mà tới cái ba la mật mà nó đầy đủ, giống như trên bậc tông quả mà để đắc bậc tứ thánh quả thì họ không còn ước vọng nữa. Đó là mình nói theo cái cấp độ bậc thánh. Đó. Phạm nhân của mình á, mình một là mình có vọng là mình vô trong trường thiền, mình muốn được thanh tịnh, được này được nọ. Nhưng mà cái bậc mà đi hành thiền rồi, ngay cái phạm nhân vậy, khi mà những cái pháp hành của mình mà nó có năng lực rồi đó, thì họ vô trường thiền để họ buông, chứ họ không được, họ không muốn có, mà họ chỉ muốn buông bỏ mà thôi. Họ nhớ chuyện đó. Thì khi mình hành cái bậc thánh lên đó cũng vậy, tới cái mức nào đó thì nghĩ cái chuyện buông thôi, chứ không còn nghĩ cái chuyện muốn được. À. Còn mình mới vô bây giờ cũng vậy, muốn được cái này, được cái nọ. Nhất muốn muốn đắc thiền, đắc này nọ. Nhưng mà cái gì đã có đầy đủ cái ba la mật rồi đó, thì tới cái mức đó thì người ta không còn muốn được cái gì nữa, mà buông, gần là buông hết, thì nó phải được cái đương nhiên, nó phải có rồi tứ thánh quả như lời Đức Phật dạy. Mà nên nhớ đó, Quỳnh Chánh Tâm nên nhớ đó, Đức Phật khi mà dạy gì đó, Ngài dựa vào cái ba la mật hay là cái tiền nghiệp, cũng giống như cái cá tánh của người đó, Ngài mới dạy cái bài đó. Thành ra đôi khi Ngài dạy cái bài đó đó, mình không đọc chuyên sự, mình tưởng đâu mình cũng nằm trong đó là thật lắc. Ngài không có dạy mình. Nên nhớ là mỗi một cái bài, cái câu Pali nào vậy, là cái nghĩa nó cũng khác. Là tại sao? Ngài nói với cái người đó, đó cái trí tuệ cỡ đó, thì cái câu đó, đó cái nghĩa nó đó như vậy. Nhưng mà nếu có người mà nghĩa là trí tuệ nó yếu hơn, Ngài cũng nói câu tương tự, nhưng mà nghĩa nó khác xa. Mình đừng bao giờ mình nghĩ mình đọc không hiểu, là mình cứ nghĩ là ôi, Ngài dạy cho tất cả chúng sanh vậy. Không có, Ngài dạy không phải cho tất cả chúng sanh giống nhau đâu. Bởi vì khi mà Ngài, người nào lọt vào giọng trí của Ngài, Ngài mới nói pháp cho nghe. Còn không lọt vào giọng trí Ngài, Ngài không có nói. Nó có những cái mình đọc mình không hiểu thì mình tìm chú giải mình ấy thôi, chứ còn nếu mà ngay chúng tôi có những bài học chúng tôi không hiểu, phải đi tìm chú giải hoặc tìm mấy cái gì mà ta học nhiều mà mình hỏi thử coi nó cái đó cái ý nghĩa nó như thế nào thôi, chứ còn hỏi tại sao thì không ai cho trả lời được đó. Nhớ chuyện đó, bởi cái đó là nó không không nằm trong cái cá tánh mình, không nằm trong cái tiền nghiệp của mình, không nằm trong khả năng của mình. Là đó là lý do tại sao thời buổi giờ mình ít có người mà hiểu được kinh điển là vậy. Mà tại vì mình coi cái gì mình cũng phải đi tìm cái chỗ để mình hiểu coi nó như thế nào thôi. Đó là chú giải hoặc những cái vị như Tam Tạng Pháp Sư rồi giờ ấy đó, để mình hiểu kinh, chứ không phải để mình biết nó là mình có được như vậy không, thì không có nên. Mình nhớ chuyện đó, bởi vì đa số là khi Đức Phật nói chuyện gì đối với ai rồi đó thì đa số họ đắc đó. Còn mình nghe mình không có đắc. Bởi vì đó Ngài đâu có nói cho mình đâu, mình nghe mình đọc gần muốn rớt cái não ra, mà mình nó không nằm trong cái hiểu biết của mình được. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính tri ân Ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào toàn thể đạo tràng. Kính cảm ơn huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thấy nãy giờ thì kinh có ngồi trong lớp và rất là im lặng. Dạ con không biết là thầy có trước máy không ạ?
Dạ Nguyên Trang kính mời thầy. Dạ thầy đeo mắt kính đen, dạ thầy đeo mắt kính đen, dạ 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 thầy kính mời bàn tay của Sức Hà nha thầy, rồi xong thầy cài cọng mắt kính đen luôn nha thầy. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Ca Giá, con kính đảnh lễ Tri Tôn Đức Tăng Ni, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Biểu Tông và chào thầy kinh, chào đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có ngày con có đi chùa, con có vô con gặp các bà, các cô, các bác thường hay nói là thôi ráng tu đi để làm người nam, đừng làm người nữ, khổ lắm. Thì con cũng chưa có hiểu là tại sao mà quý vị đã nói như vậy. Thì trong cái kinh điển của Đức Phật đó thưa ngài, thì có nói về cái vấn đề người nam người nữ như thế nào ạ? Giống như là có thể là người người nữ khó đắc đạo quả không thưa thưa ngài, hay là khó có tạo cái duyên để đi tu không thưa ngài? Dạ con kính trao mic cho ngài ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, hỏi mấy câu này ông sư mà ông nói ngày mai đi bác không ai để bác, tại đa số mấy bà là để bác cho ông sư nhiều hơn mấy ông. Thật sự ra đó nam nữ gì đều có khả năng đắc đạo đó chứ không phải không đâu, nhưng mà người nam với người nữ nó khác nhau ở chỗ là người nữ nhiều phiền não hơn, nhiều loại phiền não hơn. Thì có một số cái điều kiện mà người nữ không thể dõi tới, ví dụ như đức Phật toàn giác hay độc giác, người nữ chỉ làm được Phật thinh văn, người nữ không thể làm chuyển luân thánh vương, không thể làm đại phạm thiên được, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị mà là người nữ mà bây giờ nguyện để tu hành để trở thành người nam là tốn bao nhiêu kiếp không ai biết được đó. Nhưng bây giờ cái tấn cái nghĩa là lấy hết tâm trí của mình học những cái bài pháp Đức Phật dạy à, thì trong vòng 2000 năm còn lại đây quý vị có thể đắc đạo như thường chứ không phải không, không? Thành ra bây giờ mình nguyện tới thời gian để mà mình ráng mình tạo công đức giữ ngũ giới trong sạch, tám giới trong sạch rồi này kia để mình thành người nam chỉ trả tốn thì dài. Đó, mình ở ở cõi người nam mình nữ cũng vậy đó, ngoại trừ mọi quý vị muốn tạo để trở thành Phật toàn giác đó, thì cái đó chúng tôi không có bàn. Tại vì muốn thành Phật toàn giác đó, trước khi được thọ ký rồi phải là người nam đó, cái này khó là khó chỗ đó. Nhưng mà người đàn bà mà bây giờ nguyện thành Phật độc giác mà coi chừng, nguyện thành Phật toàn giác coi chừng nha, thành bất tử nó phải có 32 tướng tốt là chết. bà Phật có 32 tướng tốt lượng đó mệt lắm á. Thành ra bây giờ không có cần kinh bộ thích cái bà Phật giờ mà đeo kiến người kênh. Thành ra bây giờ cứ còn thời gian 2000 năm nữa, 2000 năm Phật giáo nữa đó, quý vị đừng có nguyện trở thành đàn ông đàn bà vậy đó. Bây giờ ở trong cái vị trí nào cũng đáng bỏ công của học, học càng nhiều càng tốt, nên nhớ vậy đó, học càng nhiều càng tốt, biết đâu tới ngày Maitreya ra đời cái ngài nói một câu cái là mình khỏe re, dầu là người nữ cũng khỏe re, nên nhớ vậy đó. Chứ không phải là còn nếu mà mình không lo học, mình lo nguyện để mình thành người nam người gì ông sùm đó thì bỏ mất cái cơ hội. Bởi vì nên nhớ là cái chuyện mà gặp được Phật pháp phải là chuyện dễ, mà mình đã gặp Phật pháp và trong cái giáo pháp Đức Phật có bao nhiêu người cũng đã đắc thánh chứ đâu phải không đâu. Vào thời Đức Phật người nữ vẫn đắc thánh như thường, nhớ chuyện đó. Chứ nếu bởi vậy thành khi mà mình làm gì thì mình phải nghĩ tới cái mục tiêu cao thượng cuối cùng mà mình muốn có thôi, chứ mình đừng có nghĩ thôi bây giờ người nữ cực khổ này kia sinh làm người nam, sinh làm người nam làm gì, mà mình không học Phật pháp, sinh làm người nữ học Phật pháp rồi người nào không làm Phật pháp, cái nào
cái nào nên 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 làm, thấy không? Thành ra theo chúng tôi đó thì nam nữ không quan trọng, quan trọng cái là còn bao nhiêu thời gian ráng nuốt Phật pháp càng nhiều càng tốt, bởi vì cái đó là lợi ích chẳng phải kiếp này mà lợi ích cho cả cái luân hồi của mình. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ con kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ con có nghe một vị sư đó thưa ngài giảng á, nói rằng là nguyện làm người nam á, thì cái đường tu tập nó dễ hơn, rồi thì nó cũng không khó, thì con không hiểu là cái theo ngài nghĩ thì sao ạ? Dạ con kính trao mấy lời. Nam mô Bổn Thầy giá kính bạch chư tổ mẹ nhà kính thưa chư quý vị. Mình nhớ đó, ngày nam có không khó, cái chuyện mà tu tập dễ hay dở là do các ba la mật trong tiền kiếp của mình, chứ không phải là do sanh làm người nam hay người nữ gì. Mình nhớ chuyện đó, thế giới này đó nghe sanh làm người nam nhiều nhưng rồi chết trên ba trời ba đất rất là nhiều, là tại sao? Khi mà đất nước mà có lộn xộn thì nó kêu mấy ông đàn ông trước cầm súng, tức là tao nghe ác cái dễ rồi ai khó, thấy không? Mà cho tới khi nào mà nó kêu tới người nữ cầm súng là biết, nghĩa là nó lâu lắm. Thì tại sao bây giờ mình không lợi dụng những cái cơ hội mình gặp được Phật pháp, mình ráng học đi, học rồi nếu mà mình được cái vốn mà giáo pháp Đức Phật rồi đó, tới cái lúc mà giáo pháp suy đồi ra đó thì lúc đó mình nên nguyện làm đàn ông chưa muộn mà, phải không? Tại giáo pháp Đức Phật thì không có kỳ thị đàn ông đàn bà gì cả đó. Mà bây giờ mình muốn mình nguyện để làm đàn ông là tu nó dễ, lúc mình ra thành đàn ông thì giáo pháp Đức Phật cái suy mất rồi thì nó dễ chỗ nào? Nghĩ lại ha. Nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ con kính tri ân những lời giảng dạy của ngài ạ. Dạ kính cảm ơn Xích Hà đã đặt câu hỏi. Dạ con đã thấy Xích Hà kính tri ân ngài. Dạ sau đây con thấy bàn tay của đạo hữu Giang Nhất Hạ. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic lại cho huynh ạ. Dạ Nam mô Bổn Thầy dạ, Nam mô Dhamma dạ, Nam mô Sangha dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý tăng, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng ạ. À. Dạ thưa sư, con có một câu hỏi như thế này, sẵn cái đề tài mà nam nữ đó thưa sư. Thì con nghe nói là trong cái luật đó thì Đức Phật cấm những vị tỳ kheo ni đó, là ngồi thiền mà trong cái tư thế mà kiết già đó thưa sư. Nhưng mà ngày nay thì con thấy những có nhiều rất vị nữ trong những trường thiền thì người ta tu rất là tinh tấn, người ta ngồi thiền thẳng lưng rồi thậm chí là rất là tốt hơn những người nam. Thì làm sao mà mình biết được là cái trong bốn cái oai nghi mình chọn cho mình cái tư thế mà để thiền hoặc là mình lập niệm đó sư, để cho tốt đối với người nam hoặc người nữ đó, sư. Dạ con xin sư chỉ rõ cái điểm này chút xíu ạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ, kính bạch chư tổ mẹ dạ, kính thưa chư quý vị. Thiền là công việc làm của tâm chứ không phải công việc làm của thân. Thành ra đi đứng nằm ngồi, ngồi cái kiểu nào đi nữa, nếu mà cái tư thế đó nó thoải mái cho việc quán sát của tâm thì cái tư thế đó vẫn thích hợp như thường. Hả? Vì nên nhớ chuyện đó. Chứ còn cái gì cái bây giờ có ngồi kiết già hay ngồi cái gì đi nữa đó mà cái tâm nó lộn xộn, nó nghĩ hết chuyện này chuyện nọ thì đó đâu phải thiền, nó chỉ ngồi thôi. Nên nhớ thiền là việc làm của tâm. Đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được, ngồi cũng thiền được, nằm cũng thiền được. Ngồi kiết già cũng thiền được, ngồi bán già cũng thiền được, ngồi kiết trẻ cũng được, bán trẻ cũng được, cũng thôi vậy đó. Nha. Ăn thua là cái những cái pháp mà nó hiện trong tâm mình không có đủ sức để quán xét nó không?
những cái pháp quan trọng mà để làm việc trong cái việc thiền đó là gì? Ta bi sẩm bạch cha nô xả tị ma đó. Chứ đâu có nói là kiết già hay bán già gì đâu, mà ngay cả trong kinh Phật đó này cho chúng ta hai cái chỗ để đi thiền đó: một khu rừng quang, hai ngôi nhà quán. Tỳ kheo tới đó rồi ngồi, nghĩa là ngồi, và chữ Pali là banh banh lăng cả, tức là ngồi theo kiểu thiền chứ không nói kiến già bán dài vậy đó. Mình cứ ngồi vô mà cứ vẽ ra kiến già cũng ngon, bán già cũng ngon ở đó. Bây giờ đó cái ông Mỹ mà cái bụng không đó, ông 50 bao rồi thì biểu ông ngồi kiết già thì ông bỏ đạo luôn. Chuyện đó đâu quan trọng, đi đi dùng cái tâm để quan sát những cái điều quyền liên quan tới cái cử động của bước chân đó, vẫn là thiền như thường. Chứ còn ngồi mà cứ ngồi chân mình mà chịu cho nó tê nó ấy, làm sao thiền được. Nên nhớ thiền là việc làm của tâm chứ không phải việc làm của thân. Thân chỉ là cái phương tiện, thì cái phương tiện đó dựa vào tứ quan nghi hoặc tiểu quan nghi. Cái phương tiện nào mình cảm thấy thoải mái thì mình dùng cái phương tiện đó để cho cái tâm nó làm việc, cái đó gọi là thiền tốt nhất. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy huynh Giang Nhất Hạ, sa thú tri ân sư. Dạ cảm ơn huynh đã đặt câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu tu học ạ. Kính thưa sư, đang khi hành thiền quán có một âm thanh xuất hiện, mình nghe và hiểu nó là âm thanh gì thì đó bị xem là bị phóng tâm hay không thưa sư? Dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nhớ khi mà hành thiền quán hay thiền minh sát đó, cái đối tượng nó phải là thực tính pháp, đối tượng nó phải là thực tính pháp. Thành ra là khi mình hành, mình nói mình hành thiền nhưng mà mình biết cái âm thanh đó, cái hiểu nó thì cái đó chỉ là tập niệm mà thôi, không thể gọi là phóng tâm được, bởi đó chưa phải là thiền. Cái đó mình chỉ mới tập niệm thôi, chứ còn nếu mình hành thiền quán rồi lúc đó thì cái trí tuệ, cái niệm với trí tuệ nó phải biết biết cái chỗ để nó dùng cái a tăng bi sẩm bạch cha nô sa ti ma để nó quán xét nó. Chứ cái chuyện phóng tâm là cái chuyện cái người mới tập thôi, chứ không thể nào có cái vụ đó cả, quý vị nên nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mà mình đương làm cái việc gì đó, nếu mà nó là hành thiền minh sát đi, nó xuất hiện cái gì đó mà phải biết nó là cái gì, rồi mình dựa vào một trong bốn cái điều kiện của thiền tứ niệm xứ rồi mình quán nó. Ví dụ nó liên quan tới phiền não thì mình quán tâm được, quán pháp cũng được, là đưa cái tâm về đó liền, chứ không có ví dụ phóng hay không phóng vậy đó. Cái tâm nó đi ra khỏi cái đối tượng đó do cái năng lực gì thì mình dùng cái coi cái năng lực đó nó nằm ở chỗ nào trong cái bốn cái điều kiện của thiền làm tứ niệm xứ nó phóng tâm nó là phiền não, thì lúc đó mình phải xếp cái tâm qua cái quán pháp liền, chứ mình không thể nói cái đó là phóng tâm được. Bởi nếu nói là phóng tâm thì chỉ mới tập niệm thôi chứ phải tập thiền nó. Mà thiền minh sát thì cái tâm nó luôn luôn là có thật tính pháp là đối tượng, bất cứ đối tượng nào mình có thể lâu vào niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được thì mình lâu vào đó để cho nó được liên tục, chứ không phải là mình nghe mình hiểu nó không phải đâu. Cái mình niệm phóng tâm mà phóng tâm mà cái chuyện đó chúng tôi không biết ai mà bài cái đó, chứ cái đó nó không có đúng. Nên nhớ vậy đó, nên nhớ rồi là luôn luôn cái tâm nó phải ở trong cái thực tính pháp. Rồi cái đối tượng nó xuất hiện bất cứ từ đâu, nó vô mắt tai mũi thân ý không cần biết, mình có thể mình ship nó qua thân tọa tông pháp đều được cả. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng.
Dạ con đã thấy đạo hữu tu học, kính tri ân sư ạ. Dạ sau đây Nguyên Trang thấy, con cũng thấy bàn tay của huynh Chánh Tâm. Dạ Nguyên Trang kính mời huynh ạ. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ Sư Chi Đức. Con xin kính đánh lễ Ngài Lựu Tông. Và con xin kính chào Thầy Kinh. Và con xin kính chào Đạo Tràng. Sẵn cái câu hỏi của anh Giang Nhật Hà, thì con cũng có một thắc mắc về Sư nói là tu tâm chứ không phải là tu thân. Nhưng mà có một số đi thiền viện, mình ngồi thiền á, thì họ nói nếu mà thân mình động nhiều á, thì tâm nó động. Bắt một số vị thiền sư bắt mình phải ngồi yên, không có được nhúc nhích, và nếu mà thấy cơn đau đó phải nhìn thẳng vào cơn đau, thấy thực tính của pháp. Còn nếu mà mình mà thay đổi hoài nghi hoài á, thì mình sẽ không có thấy được cái thực tính pháp, hay là mình không có như vậy. Và những vị thiền sư rất là cổ võ là mình không ngồi, biết là tư thế là ngồi thoải mái, nhưng mà khi mà mình chọn được một cái tư thế đó rồi, mình phải ngồi thật là cho không có nhúc nhích hay không chuyển động để nhìn thấy rõ thực tính pháp. Thì nếu mà mình mua hay mình làm gì đó, thì thân động thì tâm động, con không hiểu như thế nào nào là đúng, xin Ngài giải thích cho con. Dạ con cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, mình nói thân động thì tâm động, nói cái đó nói chơi chứ nó không phải là sự thật. Bây giờ người bản thân bất tội, nó muốn hành thiền quán ta làm sao? Hành thiền quán không được à? Không, trong tư thế nào cũng được cả. Ăn thua cái đối tượng nó xuất hiện, cái tâm mình có khả năng để làm việc của nó hay không mà thôi. Mình đừng tưởng mình ngồi kiết già được, còn ai cũng nên ngồi kiết già để cho nó có nhiều cái lợi ích, như mình không có gì bảo đảm cả. Cái người đó trước khi đi hành thiền, đi lính cận bị bắn cục một giò, biểu người ta ngồi kiểu nào? Ngồi ghế. Nói sao tâm làm việc được thôi. Chứ làm sao mà mình có thể mình nói là mình phải bắt buộc cái tâm, cái thân nó phải như vậy đó. Mình lo mình ngồi cái tâm mình nó dính mắc nổi cái chỗ đó, không có hành được gì cả. Để cho cái thân tâm này nó tự nhiên theo những cái điều kiện của nó, mà cái tâm mình cái niệm với cái tuệ nó phải biết rõ ràng như vậy, chứ không phải là nó mình phải dạy mới được, phải dạy mới được, không có cái chuyện gì mà phải dạy mới được cả. Đối với thiền, Đức Phật dạy là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ nó có 200 mấy chục đối tượng, mà 200 mấy chục mà có liên tục chứ làm sao mà nó ngồi nó chờ mình à? Nó chờ mình để ngồi ngay ngắn đàng hoàng rồi nó mới xuất hiện ra, phải không? Mình cứ suy nghĩ vậy có phải không? Thành ra cái đi đứng nằm ngồi hay là tiểu quan nghi đó, là cái đó là những cái đối tượng mà tâm nó quan sát. Thành ra mình có thể dùng cái thân trong những điều kiện đó cũng được, còn nếu không á, bất cứ đối tượng nào nó xuất hiện nào cái tâm mình đâu phải biết. Mà khi nó biết đó, chẳng cần phải là kiết già hay là chẳng cần phải là bán già hay gì đó. Bởi vì mình con người mình, cái cơ thể mình nhiều khi nó có những cái tật, mình làm sao mình có thể mình vượt qua khỏi được những đó, để mình quan sát, để cái tâm nó quan sát cái điều kiện đó. Thành ra dầu mình cho mình có ngồi thì không nhúc nhích ngồi tiết già trong vòng mấy tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà cái tâm không biết thế nào là đối tượng của thiền minh sát, thì mình ngồi chơi cho vui mà thôi. Nên nhớ vậy đó. Thành ra quý vị nào vô đó thì cứ nghe lời ông nói, nếu có kết quả thì tiếp tục, có kết quả thì này, đi chỗ khác, chứ còn ở đó không hoài trước sau gì cũng rửa tội. Nam mô Bổn Sư Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy ạ. Dạ con đã thấy huynh Chánh Tâm, kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính tri ân ngài đã giảng dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Dạ con thấy bây giờ là 6 giờ 25
phút rồi, chỉ còn 5 phút nữa thôi à. Dạ, Nguyên Trang kính mời thầy. Dạ con kính mời thầy kinh nè. Nãy giờ con thấy hôm nay dạ con kính mời bàn tay của thầy kinh đặt câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ thầy đeo mắt kính vô chưa thầy? Dạ sa thú bàn tay của thầy. Dạ con xin xin thích ạ. Dạ kính lễ thượng tọa Lưu Tông, kính lễ sư trí đức cùng chư tôn đức tăng trong râm. Thân chào tất cả quý vị. Hiện lên còn vài phút chót hỏi thì Lưu Tông cầu chót cuối cùng để suy nghĩ, hỏi câu vui vui cũng có liên hệ đến vụ mà cô Hà có nói về người nữ đó sư. Con thấy người nữ giờ uy quyền dữ lắm, người nữ giờ dữ dằn lắm chứ không phải như ngày xưa. Chẳng hạn như giờ con lên con dạy học nữa, lên mà dạy mà không vừa ý là bị mấy bả complain, mấy bả cự nữ, dạy nhanh quá, dạy chậm quá, dạy khó quá, đủ thứ. thì cái mình lên là mình là người nào cũng bất quy thế vậy, thì bị người nữ ăn hiếp vậy thì sao thưa sư? Trường hợp này sư cứu con cái vụ này, cứu bò con thỉnh sư ạ. Dạ mô Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư vị, dạ ổn gì đâu bị mấy bả kênh đi đi trì bình cho biết thân, cậu trọng đi mặc y rồi đi trì bình cho biết thân, nó mấy bả không thèm để lúc đó là khỏe ra thấy chưa đó. Thật sự đó, tại vì hồi xưa tới giờ đó mấy ông là cầm quyền lòng quyền quá ra mấy bả nhịn qua giờ nhịn hết nổi rồi. Vì nó nhớ đàn bà mà nhìn nó đổi rồi mấy bãi dùng vậy thì đàn ông chỉ nó chạy trốn rồi. Bởi vì nếu mà huynh kinh mà không có nhường ông chịu chạy trốn đó, đi làm về tới nhà là đói. Ông sư mà không có nhường đó, là đi thì mình không có ăn đó, thấy chưa? Thành ra mình phải biết đường à, lúc nào nên nên tránh thì tránh à, lúc nào trốn thì trốn đó. Thành ra tổ tiên mới dạy câu là tránh voi chẳng cái gì đó. Chứ còn mình ở không đâu mà chống đứng chống nạnh kênh lại hả, tiêu luôn á, nói cho biết nha. Mình thấy có cái ông đó đó, ông sợ bả lắm. Mỗi lần ông về tới nhà mà ông thắng cái rột cái là ông vô tới nơi là ông mà vừa mở cửa là chén dĩa là nó bay vô mặt liền. Mở ngồi một nghe một ác đi, đi đâu mà về trễ gì ông chồng bà la đổ ông chồng. Ông không biết làm cách nào ha. Tới ông gặp ông sư, nó tu tiền nói ngài giúp con với cái này con chết rồi. Ông nói là thôi tối nay về ráng ráng rồi kêu bà mời tới gặp ông thầy đó, ông có nhiều bài thuốc hay đội gì hay đó, nói gì đó. Kêu bà lợi, ông lấy cái chai nước, ông bắt chuồn chuồn chỉ cái tụng mấy câu ba đi đồng dòng. Ông nói cái cô khi nào mà nghe giả giả mà thắng cái ấy rồi là cô lấy cái chai này cô ngậm vô miệng cô một hớp mà không được nuốt, đem cất cái chai đừng để cho thấy cho đổ, không được nuốt, nó ngậm vậy đó. Ông khoảng chừng 10-15 phút đó là cái mấy là đi ra ngoài nhổ nước nó vô gốc cây đó. Thì cô sẽ thấy kết quả nó đã lắm. Cái bữa giờ với ông Ngọc Kiệm vô, cái ông Thắng đi nhẹ 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 vô, thấy sao bà này ngồi vậy, ngồi và mặt mày nghiêm nghị và không nói ra nào, ông ngạc nhiên quá, ông cũng không dám nói vô, ông coi có chén có gì ông rửa xong nó dọn cơm ra mời em ăn đồ này kia tỉnh bơ, ông làm cho mấy ngày vậy. Cái bà đó bà đi bà thấy vậy bà thấy thuốc này cơ bộ ấy rồi, cái thường mà bà mà nợ ổng là ổng gầm gầm ổng không nói, nhưng mà một lát ổng kiếm chuyện à, hôm nay sao không thấy kiếm chuyện nữa. Cái ông mới đi tìm lại ông thầy, ông xin ông thầy nó thôi bà ơi, tôi có con trai tôi cho bà uống rồi, bà biết kết quả gì tốt thì bà cứ làm vậy đi chứ còn ấy gì, nó đâu có làm gì bà đâu, tại vì bà chứ bà nghĩ bậy, nó thành ra nhiều khi nó cũng nổi nóng, bà khi mà nghĩ gì đâu được đó, thôi thôi coi về đi, về lần nào cũng vậy.
Mỗi lần đi về giờ bà cứ nhớ ngậm nước là chắc ăn nước nước nào cũng được, chứ không phải nước của tôi không đâu, thấy không? Ông còn bài kế để cho ông kia vui vẻ là vậy đó, chứ không là ông anh mà đi vô là thằng bả cũng cái kiểu đó, sau này tốn nước dữ lắm nha. Sau này gặp mà ông thầy mà như sư Liễu Tông thì không phải đưa cái chai nước không đâu, mà đưa chai chai rượu, nó là bả ngậm vô cái hộp anh là tiêu đời luôn. Nam mô Bích Thai giá kinh bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cả kinh nam nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thai giá, nam mô Thâm Mại giá, nam mô Sang Cà giá, nam mô Rát Ta Nát Ta Giá Xa. Sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con hiểu thêm về lời dạy của Đức Phật, để chúng con tiến gần đến giáo pháp để xa điều ác và làm điều lành. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, chúng con cũng kính dâng quả phước mà hôm nay chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trời duyên với ngài an vui trong đời sống phàm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi chúc phúc cho đạo tràng sau khi chúng con sám hối ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi đến pháp ạ. Bồ Tát Mang Ghê Na Vạn Đề Hằng Ba Đà Phật Sum Qua Ruột Tam Mang Bồ Thể Vô Kali Tâu Đâu Sâu Bồ Thâu Tham Mặt Tu Tăng Mà Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quạnh đề hăng thầm anh cha đưa quý thần quả răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mô kha ma tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành